xóm núi nhỏ xíu nằm kề bên mảnh đất hợp chợ kể ra cũng lắm chuyện ly kỳ nào là lão ăn mày què thỉnh thoảng lại bốc mùi hôi thối nào là gã tam quỷ mở quán trọ kể chuyện ma cuối cùng cũng bị ma bắt nay lại thêm chuyện xác người bỏ trốn tập thể khiến cho ai nấy không khỏi rờn rợn t có một đứa nhỏ nợ trong làng kể lại tối hôm trước nó thức dậy đi tiểu giữa đêm khuya thì nhìn thấy mấy xác người ngật ngưỡng đi lên trên núi đầy sương mù một lúc sau thì bỗng dưng biến mất. Nó vào giường nằm ông mẹ nó rồi thủ thị kể, mẹ nó chỉ khẽ mắng nó là nhìn linh tinh rồi ngủ tiếp. Nào ngờ sáng hôm sau thì gặp phải quỷ sự lạ lùng như thế. Người trong xóm núi tin nhiều vào chuyện tâm linh, họ cho rằng bản thân người chết có điều gì đó không hài lòng với người sống, nên tự cuộc mồ đứng dậy mà bỏ đi mất. Thế là thay vì báo với quan trên thì người ta lại khóc lóc vật vả, rồi làm lễ cúng linh đình huyện náo cả một vùng lại nói về làng địa ngục ngày định mệnh hôm ấy. Từ lúc chôn xong cho cốt của gần trăm thi thể bị cháy đen, người trong làng rơi vào khung cảnh hoảng sợ cực độ. Nếu như trước đây trong làng có ông thập thường xuyên lo chuyện buôn bán, trao đổi vật phẩm cần thiết cho dân làng, thì giờ đây chẳng còn ai dám đi xuống núi nữa. Ngay cả việc đi vào rừng bẫy thú lấy thịt, hay hái rau quả bên triền đồi người ta cũng không dám nghĩ tới. Người ta sợ thị lam, thì thập đương trình rập ở đâu đó chỉ thừa dịp là sẽ xông ra khiến họ vong mạng. Điều đau xót nhất là trẻ con trong làng đều đã chết hết cả, giờ đây cả làng chỉ còn lại những người già cả tóc bạc phơ đi lại vật vờ hệt như âm binh chốn địa phủ. Mà nào chỉ có thế, nỗi kinh hoàng còn bao trùm lấy họ khi mà người ta phát hiện rằng ba cái xác nhà thằng vẹt cũng biến mất một cách đáng ngờ. Rõ ràng lúc ấy mọi người đều đương chứng kiến cảnh hỏa thiêu tập thể làm gì có ai lén bỏ đi để trộm cướp những cái xác đó. Người ta dồn hết sự nghi ngờ cho những người còn sống mà đã bỏ trốn tại làng. Ấy là ông trưởng làng, lão già què, gã tam quỷ cao lớn bậm trận, và nhất là thị thập. Có người trong mọi người đi tìm thị, nhưng điều đó lại quá sức mạo hiểm. Cậu Đức tức giận cho rằng các bậc trưởng lão trong làng đều hồ đồ hết thảy, chẳng lẽ cứ đóng cửa ngồi nhà chờ chết. Hay sao? Việc này thổi bùng lên một cuộc tranh cãi giữa làng, một bên muốn chủ động đi tìm, một bên lại cho rằng rừng núi rộng lớn như thế, biết đâu mà truy lùng thị. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, không bên nào chịu nhường bên nào. Phải đến khi cụ khảm nổi giận, cho rằng dân làng không đoàn kết, thì mọi sự tranh cãi mới tạm lắng xuống. Theo lẽ thường, phận đàn bà con gái vốn không được tham gia hội họp với làng. Nhưng bây giờ làng địa ngục cũng chẳng còn mấy ai, Thành thử người nào đưa ra được kế sách gì cũng chẳng lo thất lễ. Cô chim mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cô suy nghĩ rất mông lung. Mọi người từ trong làng đều cho rằng chính thị thập là kẻ thủ ác, thế nhưng cô lại không có cảm giác điều ấy là đúng. Đành rằng có thể chính bà ấy ghen ghét với người khác về việc họ có con, nhưng nếu chỉ như vậy thì sao có thể tạo thành động cơ giết người tàn bạo đến thế? Nếu cô là bà ấy chi bằng cô xuống núi bắt trộm một đứa nhỏ về nuôi cho xong, tại sao lại phải dày công giết người đoạt mạng như vậy chứ? Mà cho dù thế đi nữa, những cái chết của mỗi người đều rất khác biệt. Người thì bị móc mắt, kẻ thì bị nướng chín, thật chẳng khác nào những hình phạt dưới âm tàu địa phủ. Vừa nghĩ cô chim vừa ngồi ngẩn ngơ, đến khi người trong làng ai về nhà nấy thì cô mới giật mình nghe tiếng anh trai dục về nhà từ sân nhà cụ khảm đi về phía nhà cô phải vòng qua con đường trong ra thẳng cổng làng. Lúc ấy khoảng giờ thân, trời vẫn còn chiếu vài ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lớp sương mù giăng phủ. Cô lẻo đẻo đi sau cậu Đức, một cơn gió lạnh từ đâu đó thổi bạc lớp sương mù sang một bên, giây phút sang một bà ấy cô nhìn thấy bên ngoài hàng rào ngăn cách làng với rừng cây rậm rạp có vài gương mặt xám ngoét lấp ló dưới đất trình mò. Hai anh em cô Mấy trong mắt đục ngầu không có nổi một chút sự sống nhìn chầm chầm về phía trước khiến cô chim cảm thấy da gà nổi dựng lên. Cô toan gọi cậu Đức, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng hề thấy gì. Cô nghĩ rằng do bản thân mệt mỏi quá độ mà dẫn đến quán gà, nên chỉ khẽ lắc đầu bỏ đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc ấy, trong làng lại có một chuyện lớn. Cụ khảm năm nay đã bước vào tuổi bát tuần, thời xưa chỉ. Khoảng ngũ tuần là đã được tôn thành bô lão riêng cụ thọ tới 80, lại minh mẫn đức độ cho nên dân trong làng yêu. Mến lắm. Đáng lẽ vị trí trưởng làng phải dành cho cụ, nhưng cụ khước từ cho rằng bản thân chẳng đủ sức khỏe, lại không mẫn tiệp như ông thập thế nên lực bất tòng tâm. Từ ngày tiễn ông táo về chầu trời, cũng là lúc cô cháu gái của cụ chết thảm ở dưới suối, sức khỏe của cụ yếu đi nhiều. Đêm nào cụ cũng nằm mộng, trong giấc mộng triền miên cụ thấy những hình ảnh đáng sợ nhất đã từng thấy trong cuộc đời ngày mẹ cụ mất trời mưa to tầm tã, ngày cha cụ bị hổ đói ăn thịt trong rừng sâu, khi người ta tìm được chỉ còn lại duy nhất một cái cẳng chân bị kiến bu dày đặc, rồi cả ngày vợ cụ chết ngay khi đương tắm sau nhà. Mấy hôm nay không khí của mùa xuân dường như đã biến đi đâu mất. Cụ chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng dày đặc trong không khí, và cả tiếng khóc ai oán, tiếng cười khanh khạch, tiếng hát bài về vừa ngang vừa quỷ dị của lũ trẻ con nhà ông thầy đồ vang lên từng hồi vừa mới mấy hôm trước thôi cụ còn nhìn thấy cả một con đò khổng lồ trôi lờ lững trong không khí lúc ấy mới canh ba cụ ngồi lặng lẽ ở hiên nhà suy nghĩ về những nhà suy nghĩ về những quỷ sự dồn dập và thầm nghĩ giờ này ông ở thập đương ở nơi nào lúc cụ vừa mới đứng dậy để đi được vài bước chợt thấy một con đò trôi bồng bềnh vài người mặc quần áo rất kỳ lạ đứng cầm mái chèo mà chẳng hề khô nhịp như trước con đò cứ loanh quanh trong làng chiếu chẳng trôi đi đâu khác. Vốn là người học trọng hiểu nhiều, cụ khảm biết được con đò ấy đương chờ để đón vong đi tới. Nhưng đón ai thì cụ chẳng biết, cụ phì cười thầm nghĩ. Có khi nào nó đến đón mình đi hay không? Đêm hôm qua nửa làng đã vong mạng, nỗi lo sợ về nghiệt quán của người đàn bà bụng mang dạ chữa năm xưa giờ đã đến. Không ai trốn được, cũng chẳng ai thoát được luân thường đạo lý ấy. Thế nhưng, nếu cả làng phải đền mạng vì nghiệp quán năm xưa thì thật tội nghiệp cho những đứa trẻ còn đương ham sống, nhất là khi trẻ con sơ sinh trong làng từ trước đến nay chết yểu rất nhiều. Cụ thở dài suy nghĩ, cụ đã sống một đời rất thọ rồi, bây giờ cũng là lúc về với ông bà tổ tiên Âu cũng là lẽ thường tình, chỉ tội cho những kẻ khác. Chẳng trách mà dân gian vẫn thường hay nói, đời cha ăn mặn đời con khác nước là vậy. Mãi suy tư, cụ nằm thiêu thiêu trên chiếc chống tre lúc nào không biết một lúc sau có mùi thức ăn thơm thơm từ đâu đưa tới đánh thức cụ đoán chừng là vợ thằng tư nấu nướng cụ chỉ khẽ hỏi từ đấy à con không có ai trả lời chỉ có mùi thức ăn thơm phức đưa tới cụ cảm thấy đói bụng liền trở dậy rồi bước ra chiếc bàn vẫn dùng để ăn cơm giữa bàn là một tô cơm trắng bốc khói nghiêng ngút bên cạnh là một chiếc thố bằng gốm đậy nắp thoạt nhìn có vẻ là một tô canh cụ nhìn quanh nhà nhưng không có ai Đoán chừng chắc là cô con dâu nấu nướng xong nên đặt cơm nước trên bàn chờ cụ dậy. Cụ tặc lưỡi, chậm rãi ngồi xuống bàn, mở nắp của chiếc thố gốm ra. Một làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, thoảng mùi nấm tươi, mùi củ cải trắng và mùi thịt gì đó ngai ngái, nồng nồng. Thố canh được phủ một lớp mỡ vàng vàng, điểm vài khúc hành lá màu xanh. Cụ khẽ nhíu mày, hình như cụ đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó trong làng. Cái mùi oi oi lại nổi từng ván mở lỏng bỗng trên mặt nước. Tim cụ đập liên hồi, hay là cụ ngửi nhầm? Cụ run run cầm chiếc muỗng gỗ múc thứ canh kỳ lạ lên. Dưới mặt nước vàng bóng mở ấy, cụ thấy vô vàng nốt hạch màu đen kịt nằm lẫn giữa mớ củ cải, nắm hương thái nhỏ. Cụ giật nảy mình kêu lên một tiếng. Khiếp đảm rồi ném cái muỗng qua một bên. Giữa lúc lúng cúng, cái gậy trúc của cụ vô tình chạm vào thố canh khiến nó đổ lên láng ra mặt bàn. Cụ hoảng hồn nhìn lại, giây phút ấy cụ nhìn thấy dưới lớp canh đầy hạch người kia, là da mặt của cô. Hạch cháu cụ đã bị ai đó lọc lấy xương, nấu thành canh mời cụ. Cụ gào lên một tiếng rồi lăn ra, ngã gục. Bên ngoài, có ai đó đi guốc mộc chậm rãi tiến lại gần. Một người đàn bà khẽ đẩy cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Thấy cụ bất tỉnh nhân sự, thì mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng bước đến bên cụ, móc lấy hai đôi mắt đục ngầu, rồi nhấm nháp một cách ngon lành miếng cuối cùng thì không ăn mà vất cho bầy vong đi sau lưng thị thấy miếng ngon chúng tranh nhau cướp đoạt thì mỉm cười ăn đi không ăn là người ta sẽ nhìn thấy chúng mày đằng sau tao đấy nói rồi thì quay ra bỏ mặt cái xác chết bị móc sạch mắt nằm còng queo trên sàn nhà cụ khảm chết thảm thương vào đúng ngày mồng bảy tết máu của cụ bắn lên phun thẳng vào bức tranh treo trên tường gần đó trong bức tranh người ta họa cụ cùng thê tử của mình, ông bà Tư, và cô Hạch vừa mới đầy tháng. Có một người trong đó trên tay là một chiếc vòng vàng. Thì thập nấp sau một hốc cây lớn, nơi ấy tán lá dày đặc đến nỗi trời có đổ một cơn mưa lớn đến mấy cũng không thể khiến gốc cây bị ướt. Thì ngồi đó gặm nhắm nỗi đau đớn và sự dày vò. Dằn xé của mình. Nhiều lúc thì cảm thấy như trong bụng mình có một thứ gì đó, nó ngút ngoắt liên hồi rồi lại im lặng như chưa tùng xuất hiện có nhiều hôm thì thấy áo quần của. Mình lắm tắm vài cái vẫy, thì ngỡ là thứ gì đó vô tình vương vào quần áo của mình. Nhưng rồi càng lúc thì càng thấy mấy cái vẫy xuất hiện nhiều hơn, thì nhìn thật kỹ thì thấy những cái vẫy ấy hệt như vẫy rắn. Ban đầu thì sợ lắm, thì không dám bước ra ngoài nửa bước, nhỡ đâu thì bị con rắn nào đó cắn cho vong mạng thì sao. Thì cũng không dám kể với chồng mình, ông đã nhiều việc lo nghĩ. Này lại biết thêm những nỗi sợ vu vơ nào đó của mình thì thật tội nghiệp. Có nhiều lúc thì từng hỏi, người thì ghét nhất trong làng này là ai? Là bà mẹ lúc nào cũng mỉm cười hứa hẹn nhất định. Sẽ đỡ đẻ cho thì rồi sau lưng nói thì là kẻ tà độc không con? Hay là vợ chồng nhà gã thầy đồ làm khốn kiếp đẻ con nhiều nhất làng, rồi nhìn thị với cặp mắt thương hại? Hay có khi là gia đình thằng vẹt lúc nào cũng buông lời dèm pha cây nghiệt? Thì còn nhớ như in. Có lần trong lúc say rượu lão võ tòng và bố thằng vẹt còn cho rằng ông thập lấy phải thì quả là xui xẻo. Cuối cùng, thì phát hiện ra người khiến thì căm ghét nhất không phải là ai đó cụ thể, mà chính là cái làng này, lũ quỷ đội lốt người sống trong địa ngục trần gian này. Nếu chúng không cướp của, nếu chúng không chất thay người thành núi thì sao mà những kẻ hậu sinh như thị lại phải chịu cảnh chui nhủi, chịu cảnh người đời xua đuổi, càng không thể không có con. Nghĩ đến đó, thì nghiến răng kèn kẹt. Những bát thuốc thì uống ngày càng nhiều. Dạo trước một tháng thì mới chỉ lấy thuốc hai lần, từ độ tháng 10 âm lịch năm ngoái, cứ tuần trăng nào thì cũng phải lấy thuốc. Thuốc càng ngày càng tanh tưởi, đắng ngoét. Nhiều khi thì lấy làm lạ đem đi hỏi cụ khảm thì cụ chỉ mỉm cười khuyên thị đừng miễn cưỡng, còn bà Tư thì luôn ân cần đưa thuốc tới tận nơi. Mỗi lần uống thuốc xong, thì đều cảm thấy lớp da mình ngứa ngáy, khó chịu giống hệt như đường đóng vẫy từ khó chịu thì quen dần với cảm giác ấy thậm chí thì còn có suy nghĩ rằng nếu thì có thể như một con rắn lột xác hóa kiếp thành một người khác thì tốt biết mấy người ta vẫn có câu nhân bảo như thần bảo thì dần dần biến thành một con người khác thực sự lúc nào thì cũng cảm thương trong làng đâu thấy mọi thứ xung quanh sao mà nóng bức thì thích những cơn mưa thích làn gió đến cắt da cắt thịt và thứ mà khiến thì thèm khát nhất ấy chính là mùi máu tanh tanh thì hoàn toàn hững hờ trước những cái xác chết thảm đó trong đáy lòng của thị còn hân hoan vui vẻ khi nhìn cái xác đó nữa máu bắn vào gương mặt của thị dù đương mơ mơ tỉnh tỉnh thì cũng có thể cảm nhận được sự tanh tanh ngọt ngọt của người ta trong đó đúng rồi làng này càng có nhiều người chết đi thì thị lại càng có cơ hội sinh con nhiều hơn dù sau này chồng thị có chết đi thì cũng không phải sống côi cút một mình nhiều lúc thì giật mình nhìn gương mặt của mình trong vại nước, tự hỏi. Mình là ai thế này? Sao nhiều lúc mình như người mất hồn? Những lúc đó, thì chẳng thấy mơ hồ, cũng chẳng thấy thèm khát mùi máu tanh nữa, nhưng rồi cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, cơn ngứa ngáy khiến lòng dạ thì cồn cào, miệng thì lại thèm thứ chất lỏng tanh tưởi, đỏ lầm từ người khác. Thì vừa ngẫm nghĩ, vừa áp má lên đầu gối, mái tóc thì buông dài rủ qua một bên từ phía xa có thật nhiều mây đen đương cuồn cuộn kéo tới. Một cơn đau nhẹ nhẹ thúc vào bụng thì ba cái, giống như người ta. Gõ một hồi chuông. Một giọng nói thầm thì vang lên trong đầu thị. Đến lúc rồi. Trong căn nhà nho nhỏ nằm kề bên một trạng hoa đào nở hồng rực, cậu Đức ngồi suy nghĩ rất lâu, nếu như cứ ngồi chờ từng người dân trong làng chết hết thì có khác gì cam lòng chịu chết. Chi bằng hãy chia nhau đi tìm thị thập, nếu có phải chết thì ít nhất cũng không mang tiếng là lũ người hèn nhát. Cậu Toan chạy đi tìm những người thanh niên khác còn sót lại, từ lúc kham tan cuộc họp ở nhà cụ khảm một số người rủ nhau đi chôn mấy cái xác của gia đình nhà thằng vẹt. Ban đầu, họ vốn là muốn đem mấy cái xác ra nghĩa địa đằng sau của làng để chôn, nhưng suy đi tính lại thì chẳng ai đồng ý khen gia đình thằng vẹt qua đó. Có lẽ vì những người nhà thằng vẹt chết quá thảm thương, bị kẻ nào đó chặt cục đầu chỉ còn lại mỗi đoạn cổ ngắn ngủi nơi có mấy con rắn xanh xanh, đỏ đỏ cuốn a chặt, khiến người ta không thể không sợ hãi. Thế nhưng, lý do chính là người làng không còn ai dám qua lại nghĩa địa kinh hoàng ấy nữa. Không tính đến những người chết già, chết vì bệnh tật ở đây, chỉ cần biết mẹ con Thị Lam đã đội mồ sống dậy rồi gần trăm mạng người bị lửa thiêu rụi thành tro tàn, làm gì có ai còn dám bén mạng đến đó. Cuối cùng, mấy người thanh niên đành hỏa táng ba người nhà thằng vẹt vào đống tro tàn khi đốt căn nhà của ông thập. Mùi da thịt khét lẹt bốc lên nghi ngút khiến ai đó cũng đều chạy xa, chỉ có mấy con quạ đứng đó nhìn chầu chực những miếng thịt chưa bị ngọn lửa liếm tới, chúng tha được vài ngón tay rồi đập cánh bay lên tranh giành nhau trên không. Trung chí chóe. Nhà thằng vẹt tan vào các bụi một cách hời hợt và cô quạng như thế. Biết đám thanh niên không dám nấn ná ở lại với mấy cái xác bị thiêu âm ỉ, cậu đức tính đi đến nhà từng người. Ấy thế nhưng vừa bước ra khỏi ngõ, cậu lại nảy ra một suy nghĩ khác. Dù sao cụ khảm là người quyền cao chức trọng nhất cả làng, nếu như cậu hành động mà không bẩm báo một tiếng qua cụ thì thật thất lễ. Thế là cậu rảo bước thật nhanh đến nhà cụ khảm. Căn nhà không có ai, ngay cả mấy con chim hót líu lo trên cạnh giường như cũng biến mất một cách quái dị. Không khí bên trong ngôi nhà tựa hồ như tràn ngập màu tan tóc. Cậu đứt cất tiếng gọi cụ khảm mấy câu, thế nhưng không hề thấy ai trả lời đoán có sự lạ, cậu đi vòng qua hông nhà để đi ra sau vườn, nơi có thư phòng đơn sơ của cụ. Một mùi tanh tanh từ đâu đưa tới làm cậu nhăn mũi? Quái lạ! Chẳng lẽ mùi tanh từ máu nhà thằng vẹt lại lan tới tận cả đây hay sao? Cậu Đức nghĩ thầm nhưng rồi vẫn đẩy cửa vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua sông cửa, cậu Đức thấy một người nằm sóng xoài dưới đất. Cậu đến gần hơn để coi cho rõ, thế rồi cậu ngã ngửa ra đằng sau không thể kêu lên một tiếng nào trước mắt cậu là xác của cụ khảm bị móc sạch mắt lại còn bị moi cả tim từ trong moi cả tim lồng ngực cụ rỉ máu tạo thành một vũng máu tanh nhưng đã sớm bị đông đặc cơn kinh hoàng kéo đến bủa vây lấy toàn thân cậu đứt cả người cậu run lên hai hàm răng đánh lập cập vào với nhau khiến lạp cập vào cậu không thể thốt lên thành lời đột nhiên lúc ấy xung quanh cậu tràn ngập tiếng hò hét tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng tiếng cười cười nói nói, tiếng kêu la than khóc và cả những tiếng hét rùng rợn. Thứ âm thanh hỗn độn ấy khiến cậu quên đi khiếp sợ bổ vây, cậu giật thóp mình một cái rồi quay lại sau lưng nhìn, lòng thầm nghĩ. Mẹ, mẹ kiếp! Cái quái quỷ gì thế? Ở gần đây có đánh nhau à? Lúc đó cậu thấy chân mình như hoạt động trở lại, cậu lồng cồm bò ra khỏi thư phòng của cụ khảm, rồi vấp ngã lộn nhào sóng xoài trên nền đất mây đen ở đâu kéo đến mù trời, dù mới chỉ là cuối buổi chiều. Cậu nhổ sạch lớp đất cát còn dính trên miệng, không khí lạnh khiến cậu như lấy lại được vài phần bình tĩnh, cậu vừa chạy vừa hét như một thằng điên. Bớ người ta! Bớ người ta! Cụ khảm chết rồi! Cụ khảm bị móc tim rồi cả làng ơi! Màn sương mù trắng đục bị cuốn theo từng bước chạy của cậu. Cậu chưa kịp gào hết câu thì hàng loạt những tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc thảm thương của người làng vang lên. Họ đổ ra đường để nghe cho kỹ. Ngay cả cha ruột của cậu Đức cũng nhào ra, nắm chặt lấy tay thành con trai duy nhất rồi quát. Mày nói gì thế hả con? Ai? Ai chết? Chưa bao giờ cậu Đức cảm thấy sợ như thế, cậu chỉ dám run run chỉ lại căn nhà của cụ khảm rồi hỗn hển. Thầy! Thầy ơi! Cụ! Khảm, cụ khảm bị moi tim rồi chính, chính mắt con nhìn thấy. Phía sau lưng ông bố, cô chim thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Cha của cậu Đức ngày thường vẫn hiền lành là thế, vậy mà lúc này đôi mắt đỏ lên vì căm phẫn, ông quay sang nhìn những người làng đương sụt sùi sợ hãi rồi hét lớn. Đi. Đi đến nhà cụ khảm. Đi xem thế nào. Người trong làng lục tục theo mấy cha con nhà cô chim. Đám trai tráng nghe thấy cũng vội vàng cầm theo binh khí, ngay cả cô chim cũng thủ sẵn một con dao trong vạt áo. Dọc đường, họ gặp thằng điên cười ngẩn ngơ với mấy cành hoa đào rực rỡ, có ai đó thương tình vẫy nó đi theo. Thấy có người đông vui, thằng. Điên nhập cuộc một cách rất tự nhiên, nó đi cuối cùng nhưng vẫn cười khúc khích, chẳng ai để ý mấy đầu ngón tay của nó còn vương một vài vệt máu thẳm đen. Trời sắp tối, căn nhà cụ khảm đã được thắp lên mấy ngọn đèn lồng màu trắng đầy tan tóc làng địa ngục từ trước tới nay đều có tục thắp đèn lồng khi gia chủ có tang sự, kể ra thì cũng khá. Gần gũi với phong tục của người phương Bắc. Người Di Ta giải thích rằng, vì dân làng sống trong rừng sâu núi thẳm, không phù hợp để kèn trống tấu nhạc ầm ĩ, sợ quấy phá những âm. Hồn đương ngủ yên, thành ra chỉ còn cách thắp lồng đèn trắng để vong hồn người thân phân biệt mà về. Cậu Đức cảm thấy có gì đó là lạ, vì sao trước lúc cậu không thấy treo đèn lồng trắng, mà giờ lại xuất hiện mà còn ông bà tư ở đâu chẳng lẽ hai người ấy cũng bị bắt từ bao giờ không biết họ còn sống hay là đã chết số người đi đến nhà cụ khảm cũng phải gần trăm người ấy vậy mà không ai dám thở mạnh ngay cả thằng điên cũng ý thức được bầu không khí căng thẳng đương tràn ngập nơi đây cô chim sợ hãi cô khẽ co mình trong vạt áo mỏng tay vẫn chạm vào con dao lạnh ngắt thật kỳ lạ cô cảm thấy ở đây âm hồn dày đặc nhưng chẳng thể nào thấy được bất cứ thứ gì thứ duy nhất mà cô cảm nhận. Được ấy chính là mùi máu tanh khủng khiếp hòa cùng với màn sương mờ dày đặc. Cả đám người lầm lũi bước qua cánh cổng văn đèn lồng trắng, ai nấy đều lặng im, cứ như thể họ đương đi trên bờ sông Nại Hà tiếng vào âm phủ. Đám người làng giống như chuẩn bị đi đánh trận, đàn ông cầm khí giới, đàn bà mặt trắng như tượng sáp, hai tay thủ sẵn gậy. Gộc. Cậu Đức nhìn quanh, căn nhà mở toan hoác trong nhà vẫn tối om không có nổi một tiếng động. Một người đàn ông lúng tuổi khẽ giọng. Mày thấy, mày thấy xác cụ khảm ở đâu hả Đức? Cậu Đức thì thao. Đằng sau, bên trong thư phòng của cụ ấy. Một người đàn bà khẽ khịt mũi rồi nói. Sao có nhiều máu thế nhỉ? Mùi máu ở đâu mà nồng quá? Cậu Đức nuốt nước bọt một cái rồi đáp. Có mỗi máu của cụ khảm thôi. Ngoài ra không còn ai hết cả một người thanh niên tay cầm một cái rìu lớn lắc nhẹ đầu rồi trầm giọng không mùi máu đậm thế này chắc chắn phải nhiều chứ chẳng chơi có mùi tanh quyện với mùi mỡ có khi còn lẫn cả mùi máu của động vật không chừng cha cô chim lẩm bẩm chẳng lẽ phải đi vào bên trong mới được đúng lúc đó một giọng phụ nữ kêu lên thất thanh làng nước ơi cứu tôi với người làng nhận ra ngay đó là tiếng của ông bà tư con trai con dâu nhà cụ khảm. Từ gian trong căn nhà, nơi có cái tủ lớn bằng gỗ mung mà cụ khảm vẫn thường trữ dược liệu, người ta thấy thì thập mắt đỏ ngầu như quỷ, hai hàm răng còn vương máu, một tay bóp cổ bà Tư, tay còn lại cầm ngược chân ông Tư bằng sức mạnh kinh hồn. Vừa thấy cảnh tượng đó, cả làng thất kinh. Một ai đó thốt lên, thì thập. Chính là Ả. Ả định giết hết người làng ta hay sao? Thì thập cười khanh khạch, giọng cười của thị như vang từ xa xăm vọng về. Thị nghe cái răng dính máu, lưỡi của thị thông xuống tận ngực hệt như lưỡi một con rắn khổng lồ. Thị dùng. Lưỡi rắn liếm qua liêm lại vào mặt bà Tư, khiến bà ta co rúng người vì sợ hãi. Bà ta liên tục van xin. Cứu tôi, cứu tôi với. Xin mọi người. Cậu Đức không ngần ngại, định lao thẳng vào nhà thì một ai đó níu chặt cậu, cậu quay lại nhìn thì thấy cha mình gằn giọng đáp, Đừng. Mày vào đó thì cả mày cũng chết. Nhưng, nhưng còn ông bà Tư? Cậu Đức ngỡ ngàng hỏi lại. Cô chim níu tay cha mình rồi nói: "Thầy, thầy thấy chết không cứu sao?" Giọng cô run run như sắp khóc. Đến lúc này, người cha chợt cảm thấy bối rối. Một người đàn ông cất giọng bàn quan: "Làng này đã có quá nhiều người chết rồi, chết thêm hai người nữa cũng chẳng sao." không ai nói gì không ai ủng hộ càng không có ai phản đối. Bà tư ứa nước mắt, cổ họng bà bị bóp chặt, càng lúc càng liệm dần. Bà run run. Xin làng, xin làng cứu tôi. Riêng ông tư thì có lẽ do ngạc thở quá, da mặt ông dần chuyển sang màu tím thẩm. Một vài người tỏ ra ngần ngừ, một người khác quay đầu như. Muốn rời đi. Một tiếng chớp đen lóe lên, tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cả đất trời tiếng cười của một người đàn bà cất lên. Giữa khung cảnh rợn ngợp. Trước mắt người làng, Thị Lam là mặt mũi vô hồn, dẫn theo một đám vong hồn đứng chặn trước cửa nhà cụ khảm. Thực ra gọi là đám vong hồn cũng không đúng, bầy tà ma quỷ quái đi theo lưng Thị có nhiều kẻ mặt mũi xám ngoét, trên gương mặt đầy dòi bọ, bước đi thất thểu nhìn chăm chăm về phía trước, lại cũng có nhiều kẻ thoát ẩn thoát hiện như làng sương đen mờ. Mịt Trong bầy âm binh ấy, có cả những người già đã chết từ lâu ở làng, có cả mấy đứa con của thị vừa đi vừa ngút ngoắt cái đầu đầy ma quái. Trên tay con tí nhà thì còn nguyên cái đầu cụ khảm bị cắn nhăm nhở, trơ ra cả hốc sọ đỏ lòng. Cô chim điến người. Giữa màn sương bay lờ lửng trên mặt đất, cô nhận ra những gương mặt xám xịt nhìn đăm đăm vào. Làng lúc sáng. Một ý nghĩ xẹt nhanh trong đầu cô, chẳng lẽ làng bị mai phục từ trước. Gần trăm người dân chết sững như trời trồng có kẻ nào đó còn sóng ra quần rồi nhỏ giọt tông tông xuống nền đất ẩm. Thị Lam trên cổ có một con rắn bảy màu cuốn quanh, đi song song với thị là một cái bóng cao to toàn thân toát ra thứ ánh sáng xanh xanh quỷ dị. Thị và cái bóng dẫn theo một đám hỗn loạn cả xác chết, cả âm hồn đứng chặn trước cửa nhà cụ khảm. Vừa thấy thị, đám người làng còn hét lên khiếp đảm hơn cả việc trông thấy bà Tư. Một người đàn ông rống lên. Con thị Lam, con thị thập đáng ghét chính chúng mày là người bày ra trò này. Thị Lam vẫn dưng dường như chẳng để ý, mấy đứa nhỏ con thì dùng một cuộn dây gì đó màu trắng đẫm máu đem văng trước cửa nhà. Con tí thấy mấy đứa em làm xong bèn cười. Khanh khách. Dây thừng này để không cho chúng mày ra khỏi đây đấy. Biết là dây gì không? Dây làm bằng ruột non của người đấy. Cơn gió thổi đến khiến đám người làng co rúng lại, không ai dám nói gì nữa có vài người đàn bà lăn ra ngất xỉu, trong đó có. Cả người đàn ông vừa cất giọng bạn quan khi nãy. Nhìn sơ cũng phải đến hơn hai chục người gục xuống vì khiếp đảm. Thằng điên ú ớ kêu lên rồi trốn tuốt sang một bên, không biết vì quá sợ hay quá vui mà nó cười ré lên giữa khung cảnh quỷ dị. Cô chim nắm chặt lấy tay anh trai và vật áo của bố, cô không khóc mà chỉ nhìn đăm đăm vào hai người thân duy nhất của mình, đôi môi cô cắn chặt đến mức bật máu để ngăn tiếng hét bởi vì cô biết, ngã xuống bất tỉnh lúc này chính là dọn cổ cho bầy xác chết xen lẫn với âm hồn kia sơi tái chính bản thân. Mình Dây thừng ruột non giăng trước lối ở nhà giống như một dải lụa nhăm nhở đầy máu me. Vừa thấy người làng gục xuống, một vài cái xác lật đật xông đến, dùng ngón tay thọc sâu vào khoang ngực của mấy người ngất xỉu, chúng thì thào đầy mang dại. Ăn hết tim là được uống rượu sọ người. Uống rượu sọ người là tao sẽ sống lại người làng rúng động kinh hãi. Trước cổng là bầy thi hồn chậm chậm tiến đến đám người còn sống, sau lưng họ là thị thập tay bóp cổ bà tư cười mang dại. Người làng không ai bảo ai, họ đồng loạt lùi lại, càng lúc càng gần với ngôi nhà hơn. Nếu phải chọn lựa giữa bầy thi hồn móc tim ăn sống nội tạng và một kẻ còn đương sống sờ sờ nhưng đã hóa thành quỷ, thì thà. Họ chọn thị thập dẫu sao thì ta cũng dễ khống chế hơn nhiều so với lũ thi hồn với móng vuốt sắc lẻm. Thì thập vẫn cười. Khanh khạch, thế nhưng khi thấy đám người làng càng lúc càng dồn về phía mình, thì không cười nữa mà trở nên gầm gừ. Hai ông bà Tư đã liệm hẳn, không còn nói không thêm điều gì được nữa. Thì thập phát hiện ra điều ấy nên thì ném hai cái xác cứng đơ qua một bên, nhoẻn miệng cười đón chào những con người mới. Mùi máu tanh tưởi từ sân khiến cho niềm sung sướng trào dân trong lòng thị hơn bao giờ hết. Ăn thêm một mạng người, cơ hội được làm mẹ của thị lại gần hơn một chút. Giây phút ấy, không hiểu thứ gì đã thôi thúc thị. Thị cảm thấy nếu được uống máu người sôi sùng sục hẳn sẽ thú vị biết bao nhiêu. Thế là nhân lúc người làng vừa tiến vào cửa, thị nhảy vút lên bệ cửa sổ, lao nhanh ra ngoài. Cô chim chợt thấy hành động có phần kỳ lạ của thị, cô giật mình thốt lên. Hỏng rồi. Cả làng chạy đi trúng kế rồi. Hai cánh cửa sổ trước cửa nhà cụ khảm đập trầm trầm, người làng hoang mang gào khóc. Mấy chục con người chen chúc trong gian phòng khách hách đầu đầy mùi thảo dược. Thị thập khẽ mỉm cười một cái, vạt áo trắng dài của thị dính đầy máu của mấy người đã chết. Một giọng nói nào đó, nửa nam nửa nữ truyền đến tại thị rồi thì thào. Thịt người nhiều như thế, phải nướng chung với thuốc mới công hiệu. Thị thập trùng mình một cái, cái bóng trắng lập tức tiến lại gần thị, cả người nó toát ra ánh sáng xanh hệt như ma trời. Thằng điên lúc này cười khanh khạch, nó chạy phăm phăm kéo theo sát một người đàn bà, cái bóng trắng khẽ thổi nhẹ một mồi lửa vào xác của bà ta. Toàn thân bà ta cháy phừng phừng hệt như ngọn lửa thiêu trụi mọi người trong đêm hôm trước. Thì thập không ngần ngại một chút nào, thì ném cái xác mềm hoặc vào căn nhà trước mặt. Người trong nhà phát ra những tiếng nhà la hét thất thanh, tiếng bước chân người chạy rầm rầm, tiếng đập tay vào cánh cửa gian tê khiến cho thị cảm thấy phấn khích. Ngọn lửa từ sát người đàn bà bắt đầu bén lên cái khung cửi của. Bà tư lúc trước. Dường như chưa vừa ý, thằng điên lại chạy đi mang đến hai cái xác nữa. Bầy thi hồn reo lên phấn khích, lũ xác chết gương mặt xám bệt không phát ra được thành tiếng, chỉ khẽ ngút ngoắt cái đầu hưởng ứng. Chẳng mấy chốc tiếng gào rú bên trong nhỏ dần, nhưng vẫn còn tiếng chạy bình bịch vang lên. Căn nhà gỗ mái đỏ tươi, bức tường rêu phong cổ kính từng là nơi hy vọng của người làng mỗi khi mắc phải tật bệnh hiểm nghèo nay lại là mồ chung thay của tất cả bọn họ thị thập càng ném càng hăng giống như người ta mồi lửa vậy thằng điên sung sướng đến bần thần cả người cái bóng vẫn đứng im thị lam và bầy con cười sung sướng lũ thi hồn tụ tập trung đứng xung quanh khi thị thập vừa mới chạm tay cuối cùng một cơn đau nhói từ đâu kéo đến trong bụng thị chẳng lẽ thứ máu me thì uống có vấn đề gì? Sao thì cảm thấy toàn thân ấn lạnh đến thế? Thì ngã sóng xoài xuống nền đất lạnh lẽo đầy ẩm ướt, căn nhà bốc cháy dữ dội trong màn đêm tối tăm ở chốn núi rừng hoang dã. Cột khói bốc lên nghi ngút chẳng khác nào một ngọn đèn hải đăng giữa rừng đêm rợn ngợp. Ông thập chạy như bay, quên hết cả cơn đau nhức da dẳng. Từng tán lá cây chìa ra quất vào mặt ông, làm gương mặt ông tóe máu, thế nhưng ông không ngừng lại. Tam quỷ chạy hùng hục phía sau, gã không hét mà chỉ âm thầm chạy. Gã biết mình cần phải giữ sức lực để cùng kề vai chiến đấu với ông trưởng làng. Từ nhỏ gã đã chẳng có anh em bạn bè, cũng chẳng hề biết mặt cha mẹ, gã cũng không thể lý giải tại sao. Gã lại thấy quen thuộc với ông Thập đến thế, dù cho đôi lúc gã không nhớ nổi mình làm gì, thậm chí có lúc còn muốn giết ông. Thập. Gã chạy theo trên tay vẫn còn cầm chặt một con dao mòn vẹt mà gã đã mang theo từ đời não đời nào bỗng dưng gã cảm thấy có hơi thở nóng hổi phía sau mình gã chỉ dám liếc mắt lại nhìn thì thấy lão ăn mày què với đôi chân sói cũng đương chạy theo không ai nói với nhau điều gì nhưng họ biết rằng họ có chung mục đích đến chạy trong rừng vốn đã đòi hỏi một sức khỏe dẻo dai và khả năng phản xạ nhanh nhạy vì phải tránh cây rừng Ấy vậy mà ba người đàn ông nọ lại chạy trong đêm thì nguy hiểm dường như gấp bội. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt ông si từ khỏe thập. Lâu lắm rồi, người đàn ông ấy mới khóc. Trong đầu ông gần như lặp đi lặp lại một ý nghĩ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Không thể nào lại là người ấy. Đường vào làng tối âm, trong phút chốc ông thập dường như có cảm giác mình lại là thằng nhóc nhỏ xíu được vong hồn của bà nội dẫn về giữa đêm hôm một mùi khét bốc lên như muốn điểm thêm cho khung cảnh thê lương tan tóc. Ông thập chỉ kịp nhìn thoáng quá ngôi nhà của mình đã cháy thành tro bụi, một. Cảm giác bất an ập tới, ông lại cắm mặt chạy thẳng tới đám khói phía trước. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ông cũng biết đó là nhà ai. Bụng ông như có ai đó bóp chặt, rồi dùng răng cắn vào từng khúc ruột. Vừa đến trước nhà cụ khảm, ông chợt thấy trước cửa có một con đò chở vong lớn chưa từng thấy, người ngồi trên đò giường như đương chờ đợi ai đó ông cố gắng vờ như không thấy lao thẳng ra phía trước một sợi dây thừng làm bằng ruột non dài thòng kỳ quái chăn kín ông vừa định giật nó ra thì lão ăn mày què đã nhảy phốc tới cắn đứt ông thật không còn thời gian để ngạc nhiên vì sao hai người đó lại chạy theo mình ông bổ nhào vào bên trong rồi khuỵu xuống vì cảnh tượng trước mắt thay người chất thành núi làm cho căn nhà của cụ khảm cháy phừng phừng tiếng la hét, tiếng đập cửa, tiếng gào khóc vang xin, tiếng chạy rầm rập bên trong vọng lại. Đám xác chết, âm. Hồn, thằng điên và cả những cái bóng trắng đứng xung quanh thưởng lãm. Thế nhưng, đáng sợ nhất là, thì thập vợ ông gần như ngã gục xuống đất, một tay ông bụng, tay kia chống sang một bên. Gương mặt xinh đẹp của thị đầy máu, mái tóc dài bay lất phất trong cơn gió lạnh. Cả hai người đều nửa quỳ nửa ngồi trên đất, nhìn nhau như thể mới gặp gỡ lần đầu vừa thấy ông thập thì mỉm cười đắc thắng hồi hai mươi kẻ hận nhất không phải là thị ta vừa thấy ông thập thì mỉm cười đắc thắng gương mặt ông trưởng làng trắng bệch hai tròng mắt hoe đỏ trước mắt ông là ngọn lửa cháy phừng phừng thiêu rụi một phần gian nhà chính của cụ khảm tai ông vẫn còn nghe thấy âm thanh la hét của người làng trong đó bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu chợt bung ra khỏi cổ họng ông thập trống lên như một con thú bị thương tiếng trống ấy to đến nỗi lũ trẻ con nhà thị lam rồi thằng điên giật thoát mình rồi quay ra nhìn ông một cách ngỡ ngàng ông thập thở hồng hộc mọi sức lực của ông dường như đã tan biến tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai ông đám thi sống đứng chặn ở các cánh cửa để ngăn người khác ra ngoài ông nhìn người phụ nữ phía trước như thể chưa bao giờ được nhìn kỹ đến thế sau cùng ông đau đớn hỏi vì sao làm thế dường như cảm nhận được sự phẫn uất đến cùng cực trong lòng ông thì thập không còn cười nữa thì chỉ thốt ra duy nhất một từ hận trong một tích tắc nào đó ông thập đã từng hy vọng mọi chuyện không phải do thị làm thế nhưng người mà ông tin tưởng nhất người mà ông mong muốn sẽ đi cùng ông tới cuối cuộc đời rốt cuộc lại là người gây ra mọi chuyện ông ngã gục xuống đất gương mặt ông mài xuống lớp cỏ tươi vương vải đầy máu mà gào khóc. Giây phút ấy, ông thừa nhận bản thân mình là một gã trưởng làng vô dụng không hơn không kém. Ông vừa toan vụng lên để lao vào đám cháy chết chung với người trong làng, thì tam quỷ từ đâu chạy tới giữ chặt ông lại. Lão ăn mày què đi theo phía. Sau, đôi chân sói lửa của lão đã dần biến mất, lão tập tỉnh bước đi vừa run run nói. Từ từ đã cầu thập, cậu định chết mà không biết ngọn ngành mọi chuyện hay sao nhỡ đâu nhỡ đâu mở thập không phải là người làm ra tất cả mọi chuyện này thì sao thì thập trùng mình một cái thì cảm thấy lạnh đến thấu xương một giọng nói nửa nam nửa nữ từ đâu đó đột ngột vang lên trong đầu thì dết hết tất cả bọn chúng đi thì ngay lập tức khôi phục dáng vẻ như cũ thì nhìn đám thi hồn và mẹ con thị lam vẫn đương vây hãm đám người trong làng phía trước là ba gã đàn ông ngay trước mặt, thì vừa mới giơ tay lên định thập vào cẳng chân của gã chồng thì, thì cơn đau nhói lại xuất hiện trong bụng. Cơn đau ấy lần này rõ rệt. Hơn, giống như một kẻ nào đó khẽ đạp vào ổ bụng của thị. Thị run rẩy sờ bụng rồi nghĩ. Có lẽ nào? Cơn đau ấy dường như đưa thị trở lại với thực tế. Mọi thứ xung quanh thị không còn và trước mờ mờ ảo ảo như trước nữa, mà bỗng chốc trở nên rõ ràng thì ngửi thấy mùi máu thì cảm thấy hơi nóng từ đống lửa phả lại thì vẫn nhận thức được mình đã làm những gì nhưng không lý giải nổi vì sao mình lại làm như thế ông thập vừa nghe lão ăn mày què nói ông quay lại thấy thị ta đương đờ đẫn nhìn mình cơn giận kinh hồn khiến ông cảm thấy ghê tởm chính vợ mình ông gắng giọng đáp chính thị chính thị đã gây ra cớ sự này hơi hay mà còn nói không phải hay sao thì bảo hận cả cái làng này ai mà chẳng hận hận thì có thể giết hết mọi người được à ông thập gần như hét lên tam quỷ vẫn giữ chặt ông quay sang nhìn lão ăn mày què tỏ ra lo lắng lão ăn mày què họ khù khụ vì khói bốc lên nghi ngút lão lạnh lùng trả lời chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng một mình thì thập thì làm sao làm được những việc đó hơn nữa có những việc phải dùng đến cổ thuật mới thực hiện được một người quanh năm ở làng như thị lại có thể biết được những chuyện đó à? Cậu thử nghĩ kỹ mà xem. Những từ cuối cùng của lão ăn mày què trôi đến tai một kẻ đương ở gần đó. Kẻ đó khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Quả thực là sơ hở. Biết thế thanh toán lão từ sớm cho xong. Kẻ đó khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vừa đứng trong bóng tối lặng lặng quan sát đám cháy trước mặt, vừa khẽ thì thầm vài câu bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng sau lưng kẻ đó có một cái bóng trắng thấp thoáng, bên trên là bóng dáng của hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài đi qua đi lại. Khẽ ghi chặt chiếc bình xanh lỏng. Bỗng rượu tanh nồng trong tay, kẻ đó phóng tầm mắt về đám ông thập đứng đó không xa, miệng mỉm cười rồi thầm nghĩ. Đau thương cùng cực nhất đương đợi mày. Tiếng thì thầm của kẻ ông bình xanh vừa dứt khỏi miệng, thì thập trung lên bần bật rồi như một con rối, thì lững thững tiến đến sau lưng lão ăn mày què, hai móng vuốt trên ngón tay thị giơ lên đầy đe dọa. Thì vung ngón tay, cửa thật mạnh vào thân hình phía trước. Một tiếng ken chợt vang lên, thì hoàng hồn. Nhìn lại thì thấy một ngón tay của mình đã bị gã tam quỷ to cao nhanh tay chặt đứt. Động tác ấy nhanh đến nổi, cả thị, lão ăn. May que, cùng ông thập chưa kịp nhận thức được điều gì thì đã thấy ngón tay trắng muốt nhọn xuống nền đất ẩm lạnh tóe ra văng lên vạt áo ướt sũng của tam quỷ, bắn cả vào gương mặt trắng bệnh của chính mình thì nghe tam quỷ hét lên mày định làm gì hả lão ăn mày què không nghĩ lại có kẻ toan ám hại lão chưa kịp nói tiếng nào thì đã thấy ông thập hét lên cụ thấy chưa chính là thị thị lừa dối tôi thì gây ra tất cả họa này thì ấy đã khiến mấy trăm người ở làng chết hết cụ biết không hả ông thập gần như không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa ông căm hận vợ mình đến tận xương tủy. Chẳng lẽ thì ta tin rằng giết chết hết người trong làng có thể có con cái nối giỏi được hay sao? Không con không cái lúc nào cũng là hình phạt cũng đau đớn mà những kẻ tạo nghiệp phải chịu đựng. Ông đã từng buông xuôi, cho rằng mình không cần con cũng được, hai vợ chồng già cùng nhau đi hết kiếp sống ở nơi hoang vu rợn ngập này, kể ra cũng không quá thảm thương. Ấy vậy mà, vợ của ông lại dồn cả làng vào con đường chết. Không ai có thể tha thứ cho thị, đặc biệt là ông lòng ông như có con gì cắn xé ông đoạt lấy con dao trong tay tam quỷ lao tới trước mặt người phụ nữ thất một tiếng vút trong không khí vang lên rất nhẹ lão ăn mày què và tam quỷ thốt lên một tiếng kinh hoàng bầy thi hồn và mẹ con nhà thị lam sững người quay ngoắt lại nụ cười trên miệng thằng điên còn chưa kịp tắt không gian dường như ngưng động lại chỉ còn tiếng thở dốc của ông thập vang lên giữa rừng đêm rợn ngợp bầy đom đóm tụ tập đông chưa từng thấy, cứ như thể những đám mây trắng trên trời xà xuống mặt đất. Thị thập nhìn người đàn ông phía trước mình. Người đó là người mà thị từng yêu nhất. Vì người đó mà thị cũng đã từng. Giết rất nhiều người, vì người đó mà thị phải cào cấu chính bản thân mình. Đôi mắt thị nhòe đi, máu của thị rơi xuống khiến thị bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Sự thật ùa tới trong đầu thị tựa hồ như một chiếc bong bóng vỡ toang thì khẽ chạm vào con dao bên phía bả vai của mình một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống con dao do chính tay chồng thì găm thẳng vào bả vai đục thẳng vào xương thị rồi ghim chặt ở đó không hề đau một chút tê lạnh cũng không có thì cảm nhận được sự run rẩy trong tay của chồng mình thì có thể đến được sự đau khổ đến cực điểm của người mà thị yêu thương nhất cảm giác thèm máu tanh biến mất trong đầu thị hệt như một cơn mơ vô hình thì chỉ kịp giơ bàn tay phải trắng muốt còn đủ năm ngón tay của mình về xê phía chồng thị gắn chút hơi thở đương lạnh dần thì thì thào lỗi tại thiếp nhưng mà nhưng mà thiếp không muốn thế chỉ là chỉ là không kịp tỉnh lại ông thập sửng người nhìn thị một con chim nào đó trong rừng rút lên một tiếng kêu ai oán thì thấy cơ thể mình lạnh dần thị khẽ mấp mấy môi rồi nói nhỏ hình như, hình như đã muộn rồi. Phải không? Cơn đau lúc này mới dâng lên, đầu óc thì quay cuồng, hình ảnh người đàn ông trong lòng thì tan biến như ảo ảnh. Thì gục xuống đất, rồi thiếp đi không còn biết gì. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Trở lại với khoảnh khắc người làng địa ngục bị thiêu sống trong căn nhà của cụ khảm. Cổ nhân vẫn thường kể cho nhau nghe địa ngục mang tên vô gián trong kinh Phật, nơi dùng để xử phạt những kẻ tội nhân đã từng gây ra những tội nghiệt không thể tha thứ được chẳng ai có thể biết rằng chính tại nơi đây trên lưng chừng núi nơi đầy rẫy những cây gỗ vàng tâm có một ngôi làng đã trở thành một cõi âm ti đúng nghĩa bốn bề xung quanh gian phòng chính giữa nóng dần lửa cháy phừng phừng bốc lên khắp mọi nơi mấy chục người chui rút trong gian nhà chật chội ai nấy đều cố gắng hít lấy hít để bầu không khí dần cạn kiệt mọi thứ càng lúc càng hỗn độn người Ta nhào đến những cánh cửa đóng kín để tìm lối thoát thân. Thế nhưng, mọi người càng cố gắng mở tung từng cánh cửa thì đám thi sống bên ngoài lại ra sức giữ chặt cửa không cho bất cứ ai thoát ra. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc và cả tiếng văn tục hòa. Lẫn với tiếng cười sặc sụa của mẹ con thị Lam và thằng điên, ai nấy đều dẫm đạp lên nhau mà chạy, thậm chí có kẻ còn hững hung hăng dùng những con dao đi rừng để phá cửa hồng tìm đường thoát thân. Lưỡi dao cứa vào cánh cửa gỗ đặc nguyên khối giống hệt như châu chấu đá xe lửa không ngừng lan ra ngay cả những gã thanh niên lì lợm nhất cũng đành bỏ cuộc bọn họ đạp thật mạnh vào cửa nhưng cũng chẳng có ích gì không khí bị đốt cháy gần cạn kiệt ai cũng cảm thấy khó thở giữa lúc nguy khốn ấy cô chim và cậu đức không la hét như những người khác cũng không phá cửa đòi ra ngay từ khi thấy khói mù mịt từ bên ngoài xông vào cậu đức đã nắm chặt lấy tay người cha già và em gái mình rồi kéo họ ra gian nhà liền kề phía sau, nơi cái xác tả tơi của cụ khảm vẫn đương nằm im liềm trên vũng máu đã đông đặc. Người cha già vốn dĩ cũng là kẻ đã từng đi rừng săn thú lâu năm, ông hiểu được quả báo đương đến với làng. Thoạt trông thấy xác chết dưới đất bị mọi mất tim, ông cố gắng trấn tĩnh rồi nhanh trí dùng con dao giấu trong người xé toạt vạt áo bên ngoài của cụ khảm, đoạn lại nhúng. Mấy miếng vải nham nhở vào chậu nước gần đó, ông dặn các Con, mỗi đứa cầm lấy một chiếc khăn ướt này đưa lên mũi để hạn chế bị ngạt cúi thật thấp xuống để tránh khói tìm một chỗ trốn thật kỹ tai họa của làng này tới đây là cạn đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt của người đàn ông già nuôi nhìn hai đứa con khóe mắt ông vương một giọt nước long lanh ông khẽ mỉm cười đáp lại khung cảnh này thật giống với những vụ cướp mà ông bà nội các con vẫn kể lại tội nghiệp của cha ông đến giờ con cháu chúng ta phải chịu các con nhớ, sau này. Sau này không còn thầy nữa rồi, hai đứa phải sống thật tốt, nhớ chưa? Đúng lúc ấy, từ gian ngoài vang lên một tiếng rất lớn. Một cây xà ngang nặng nề rơi xuống, đè vào đám người đương đứng ở đó. Máu tanh tóe lên khắp mọi nơi, người làng địa ngục vừa nhìn thấy một lỗ hổng ở cánh tả gian nhà, vội vàng dẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát. Sẵn có hung khí trong tay, người ta đâm thẳng vào người ở phía trước mình không thương tiếc. Mùi của gỗ lâu năm, hòa lẫn với mùi của thảo dược cất trữ trong nhà, trộn lẫn với mùi thịt người cháy khét nhưng cũng không thể xua tan đi lớp máu tanh nồng nặc. Cha cậu Đức chỉ kịp nhìn hai con một lần cuối cùng, rồi ông dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hai đứa con cậu Đức vào trong một cái tủ cũ kỹ nơi cụ khảm vẫn dùng để treo áo sống. Cậu Đức và cô chim chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy những tiếng trầm rập bên ngoài chạy tới, đám người lạng còn sống mặt đầy máu me chạy tới nhào ra cánh cửa trong ra vườn sau ngọn lửa hung hăng đã biến gian phòng khách trở thành một quả cầu đỏ rực khổng lồ thiêu rụi mọi thứ dân trong làng lúc này chỉ còn hơn chục mạng người bị cái chết dồn tới chân tường phần quỷ trong lòng người ta trỗi dậy họ phá cửa nhưng cánh cửa gan lì cứ đứng trơ trơ bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười khe khé niềm hy vọng cuối cùng không còn người ta quay ra đồ sát nhau đến nỗi khắp nơi toàn là máu người đâm người hệt như cảnh những đoàn thương nhân năm xưa đi qua trung nhà hộ bị phục kích rồi vong mạng. Máu văng lên không trung, máu bắn tóe lên tường, xác của cụ khảm bị dẫm đạp đến nỗi nát be bét hệt như bị voi dày ngựa xéo. Cha cậu Đức thủ thế trước cái tủ nơi giấu con mình, mấy lần khói xông vào mắt khiến ông sặc sụa nhưng ông vẫn án ngữ trước cái tủ, mặc cho hai đứa con. Rốt đập tủ đòi ra cứu ông. Gã đàn ông bàn quan lúc nãy xông tới, gã đâm xéo vào bụng ông một tiếng nhẹ bẩn, thế nhưng khi chưa kịp rút dao ra thì cả hai người đều ngã xuống. Phút, giây cuối cùng của cuộc đời, cha cậu Đức vẫn kịp một tay giữ tủ, tay còn lại đâm xuyên bụng kẻ giết mình, rồi gục xuống như một con hình nhân vô trị giác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến nỗi như thể người ta vừa chấp mắt một cái vẫn chưa kịp nhận ra người thân của mình đã không còn trên dương thế. Cô chim cậu Đức gào lên đầy bi phẫn giữa không gian chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy. Màn khói mù mịt tan dần, một vài hạt mưa to rơi lọc bọc xuống, đầu đó trên cao vang lên tiếng sấm đi đùng. Cô chim như người mất hồn, nắm chặt nặng cái khăn tay ướt sũng mà cha mình đưa cho. Cô bò ra từ cái tủ gỗ tới xác cha. Mình Cậu Đức ôm mảnh xác đầy máu của cha mà không thể khóc thành tiếng. Cô chim nhìn chiếc tủ kê sát tường, rồi lại nhìn nửa căn nhà bị thiêu rụi ở trước mặt cô nghẹn ngào thốt lên thì ra là vậy thì ra là vậy thầy đoán lửa không thể cháy lan tới đây nên thầy tống chúng con vào thế tại sao tại sao thầy không giữ mạng mình tại sao lại thế cô gục xuống xác cha mình mặc kệ ngọn lửa vẫn đương chậm rãi bò tới thầy u chết rồi anh em cô còn sống làm gì nữa mặc kệ kẻ gây ra chuyện này là ai Mặc kệ âm mưu tầng tầng lớp lớp của kẻ nào đó, cô không còn muốn sống nữa, chết cùng với gia. Đình của mình, Âu cũng là một niềm an ủi. Có phải như thế không? Cô vừa nghĩ đến đó, một tiếng sấm ầm ầm vang lên từ không trung. Trời đổ một cơn mưa tầm tã, thậm chí cơn mưa còn lớn hơn cả lần xảy ra bão lục sau ngày mẹ con thằng đậu chết. Mưa lạnh như khiến cô lanh chim tỉnh ra, cô khẽ ngẩng lên nhìn anh trai rồi gật đầu một cái cả hai anh em hiểu ý nhau, cậu Đức gạt nước mắt đứng dậy, tìm cách phá cánh cửa ở gian sau tìm lối ra ngoài. Vừa mới nghiêng người qua một bên để lấy đà khênh sát cha, cô chim vô tình nhìn lên bức hình bị dính đầy máu treo trên tường. Trong hình là cụ khảm mỉm cười ngồi cạnh vợ mình, cả hai đều mặc áo dao lĩnh. Đằng sau lưng họ là vợ chồng ông bà Tư hồi còn trẻ, đứa bé con trên tay họ trong tranh mỉm cười lơ đảng trên tay bà Tư là một chiếc vòng vàng nho nhỏ giống hệt như của hội môn mà nhà giàu thường gả con gái. Tay của cô hạch nhỏ xíu không biết vô tình hay hữu ý mà lại để hờ trên chiếc vòng của mẹ mình. Bức tranh này khiến cô chim cảm thấy lạnh sống lưng, dù cho nó toát lên một không khí ấm áp trong gia đình. Tiếng cậu Đức đạp vào tấm cửa gỗ đưa cô chim về với thực tại. Trong lòng cô còn nhiều hồ nghi nhưng đành phải dằn lòng lại vì việc trước mắt. Cô lo lắng không biết liệu có thể mở được cánh cửa không? Ấy vậy mà, cậu Đức vừa khẽ đẩy một cái thì cánh cửa đã bung ra như thể có ai khép hờ. Khi cô chim và cậu Đức lôi được xác của cha mình ra, thì lúc ấy cơn mưa đêm đã lớn hơn trước. Tiếng mưa rơi bọt bọt trên những tàn tích của một ngôi nhà phừng phừng cháy, bầy quỷ thi và mẹ con thị lâm ngất ngây nhìn thành quả mà chúng tạo ra, nhất là thằng điên nó cứ vỗ tay miệng cười sung sướng. Nước mưa thấm vào vạt áo khiến cô chim và cậu Đức ướt sũng cả hai lúi húi để xác cha mình nép dưới tán cây trong sân vườn nhà cụ khảm. Tán cây ấy khá rộng, phiến lá lại dậy nên thi hại của người cha không bị nước mưa làm tổn hại. Cô chim khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha. Mình, nước mắt cô đã không còn rơi nữa. Cô thấp giọng hỏi nhỏ. Bây giờ làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ đi trốn? Cậu Đức lắc đầu. Mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc đâu cảm giác như có gì đó không ổn lắm. Cô chim nhìn quanh quẩn rồi hỏi. Chính phải. Nếu đứa trẻ con của người đàn bà chữa năm xưa quay lại báo thù, vậy thì chúng ta cũng phải chết luôn. Tại sao lại có sự trùng hợp đến thế? Cậu Đức không trả lời, cậu nhìn ra góc sân hệ thống nơi mà trước đó thì thập đã ném văng hai vợ chồng ông bà Tư. Một cơn ấn lạnh tràn ngập lấy tâm trí, cậu quay lại nhìn cô em gái rồi thản thốt hỏi lại đáng lẽ ra đáng lẽ ra ngoài này phải còn xác của ông bà tư mới phải sao sao lại không thấy rõ ràng chính mắt mọi người nhìn thấy mợ thập ném họ đi cơ rõ ràng cho mà cô chim giật mình kinh hãi không thể nào mà lửa lại cháy lan ra thiêu trụi họ như thế được vì xác họ xem ra phải nằm gần gian phòng mà chúng ta trốn căn nhà mới cháy được một nửa thì trời đã đổ mưa làm sao có thể biến mất được trong màn mưa lạnh ngắt, cả hai anh em nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên. Có khi nào? Một màn sương lạnh buốt màu trắng đục bủa vây xung quanh họ. Cả hai vội vàng vòng ra khoảng sân phía trước nhà. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ánh lửa cháy bập bùng từ gian trước soi tỏ cả người lẫn thi ma ở đó. Lão ăn mày què lê lết đôi chân cục ngủng tới tận đầu gối, tam quỷ im lặng cúi đầu tay vẫn nắm chặt con dao thị lam và bảy con mải mê ngồi ăn từng miếng thịt người cháy khét lẹt thằng điên mãi mê mãi mê nằm lăn ra đất ôm ấp mấy con rắn nhỏ xíu vừa mới từ gian nhà cháy chui ra còn riêng lũ xác chết thì chỉ đứng ở một chỗ sống không ra sống chết chẳng ra chết nếu nhìn qua thì chúng hệt như một con rối bị bỏ rơi vậy giữa trời mưa tầm tã cả hai nhìn thấy ông trưởng làng ông người phụ nữ mặc áo trắng muốt trong tay khóc nấc lên từng hồi ông thập khóc to lắm Đến nỗi dù ở một khoảng cách xa cả hai anh em họ vẫn có thể nghe tiếng khóc dứt ruột dứt gan. Cô chim không kịp nghĩ nhiều, cô chạy ảo tới mặt cho cậu đứt đuổi theo gọi ơi ới. Làng mưa đã cuốn trôi những vết máu trên người thị thập từ lúc nào. Con dao ghim thẳng vào vai thì chỉ chệt thêm một chút là có thể đâm tới thấu tiên. Gương mặt thì giống như đương ngủ. Hệt như gương mặt mẹ cô chim trước khi chết. Mắt cô chim nhòe đi vì nước mưa. Mở thập mợ mợ chết rồi sao cô nói không ra hơi cô ngã khuỵu xuống dưới đất người phụ nữ dịu dàng từng may cho trẻ con trong làng nhiều quần áo ấm người phụ nữ từng an ủi cô khi mẹ cô qua đời tất cả mọi người sao lại ra đi đột ngột đến thế ông thập vẫn khóc trong nước mắt của ông ta có mấy phần căm hận mấy phần đau xót hay tất cả chỉ là sự hối hận sự bất lực đến nỗi muốn chết đi Cô chim và cả những người đang còn sống ở đó đều nghe rất rõ tiếng ông thập lẩm bẩm như một thằng điên. Nàng hận ai mới được? Nàng hận cả làng này phải không? Nàng hận ta phải không? Tại sao oán hận lại nhiều đến thế? Tại sao không trút hết lên ta? Cô nhìn lão ăn mày què hỏi khẩn thiết. Cụ nói cho con biết, chẳng lẽ đúng là mờ ấy hại người ta hay sao? Lão ăn mày què quay đầu sang một bên khẽ nhắm mắt rồi gật đầu không phải nhất định là không phải cô chim nói thầm trong bụng những hình ảnh trong đầu cô bỗng chốc của tới như có ai lật mở trang sách cô nhìn vào căn nhà bốc cháy Estesca lại nhìn ông thập ông vợ khóc trong mưa cô vội chạy tới nói thật rành rọt với ông trưởng làng nhất định mờ ấy không thể nào là chủ mưu tất cả kẻ có thể giữ được oán hận lâu đến vậy chỉ có thể là một người mẹ sắp đón con mình chào đời ông thập giật mình ngay cả lão ăn mày què cũng bối rối. Lão luống cuốn hỏi lại. Sao, sao cháu lại nói như thế? Cô chim chưa kịp trả lời, thì từ phía sau một giọng nói cao vút vọng lại. Kẻ hận nhất không phải là thị ta. Kẻ hận nhất, chính là tao đây. Ông thập, cậu Đức và cô chim chết sững người. Giọng nói đó, sao lại quen đến thế? Một cơn gió thổi ùa tới khiến cho ai nấy đều cảm thấy rùng cả mình, thứ mùi gì đó rất khó diễn tả đang tràn ngập trong không. Khí, sọc thẳng vào khứu giác của mọi người. Mùi đó vừa có cái ngai ngái của da thịt người chết, lại phản phất mùi thảo dược hăng hắc. Ông thập bị giọng nói và thứ mùi kỳ lạ phân tán sự chú ý, ông khẽ đặt vợ ông xuống dưới đất. Dưới ánh sáng của đám lửa bập bùng, đầu thị thập khẽ nghiêng sang một bên, hơi chạm vào con dao bị đâm trúng bả vai lúc nãy. Một bóng người, hai bóng người, à không, phải đến ba bóng người mờ mờ tỏ tỏ thấp thoáng bước ra từ hông nhà cụ khảm cách nơi mà cậu đức cô chim giấu xác cha mình khoảng vài trưởng không gian rất tịch mịch đến nỗi mà người ta có thể nghe thấy tiếng sột soạt tiếng bước chân của ai đó lướt đi trên bãi cỏ tim của ông thập đập liên hồi gương mặt của cô chim và cậu đức càng lúc càng tái dần ngay cả người ngoài là lão ăn mày que và tam quỷ cũng phấp phỏng lo sợ một tiếng chim lợn kêu en ép vang lên không trung tiếng chim chưa kịp dứt người ta thấy từ trong bóng tối hai vợ ông bà tư bước ra gương mặt bà tư chẳng còn nét dịu dàng phúc hậu như mọi ngày mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương trên tay bà ta cầm một cái hũ màu xanh ngọc tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái riêng ông tư thì cứ như kẻ mất hồn con ngươi trong mắt cứ như bị thứ gì đã ăn hết tam quỷ thốt lên một tiếng kêu khe khẽ tỏ ý ngỡ ngàng đến sửng sốt thế rồi đầu hắn ông ông lên hệt như đứng bên trong một cái chuông khổng lồ vài tiếng trích vang lên lão ăn mày què theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng động trên mặt đất có hơn trăm con rắn đủ màu sắc đủ kích cỡ bò lổm ngổm chúng vừa bò vừa tiến lại về phía đám người còn lại chẳng mấy chốc chúng quay kín bọn người ông thập lại thành một vòng tròn ông thập cả kinh một tia ký ức khẽ xẹt qua trong đầu ông thốt lên xa phục có người thi triển xà phục ở đây. Đúng lúc ấy, bóng người thứ ba bước ra, trên mình mặc một chiếc áo dao lĩnh màu trắng ngà ngà, loại y phục thường mặc khi tẩm liệm. Ánh lửa soi chiếu vào gương mặt ấy, cô chim và cậu Đức không hẹn mà cùng nhau thốt lên một tiếng. U! Ông thập chết đứng như trời trồng, cảm giác kinh sợ lan tỏa trong xương thịt khiến ông ngã phịch xuống đất, gương mặt cứng đơ không nói thành lời. Lão ăn mày què hết nhìn những người đứng đối diện, rồi lại nhìn ông thập và hai đứa trẻ bên cạnh, dù chưa rõ sự tình nhưng lão biết chắc chắn người này mới chính là kẻ đứng sau tất cả. Người phụ nữ mặc áo dao lĩnh tiến đến phía trước, thứ ánh. Sáng leo lét hắt lên gương mặt thị để lộ ra làn da trắng bệt có phần xanh xao. Thị là là một kẻ còn sống, hay chí ít là thứ sinh vật nào đó có thể hô hấp cử động được. Làn gió lạnh buốt thấu xương khiến vạt áo thị bay bay, toàn thân toát ra mùi ngai ngái đến mức lợm giọng cậu Đức lắp bắp. U. Có, có phải là U không? Thì đúng đỉnh mỉm cười không vội đáp, rồi lại đưa mắt quan sát cô chim đương phủ phục ở dưới đất. Cô chim nhìn thị, sống mũi cô bắt đầu cay cay. Người đàn bà trước mặt là mẹ của cô, vóc dáng và khuôn mặt ấy sao có thể nào lẫn đi đâu được. Khoảnh khắc mẹ cô ôm hai đứa con trong tay, rồi khẽ nhắm. Mắt ra đi mãi mãi cho đến giờ cô vẫn nhớ như in mắt cô chim chợt nhòe đi, trong một tích tắc cô định lao đến, dù cho đó có là kẻ giết người không gớm tay. Ông thập lúc này dường như đã. Hoàng hôn, cổ họng ông khô đẳng rồi nghẹn giọng hỏi. Mợ. Mợ du. Rõ ràng mợ đã chết rồi cơ mà. Tại, tại sao mợ lại làm thế? Mợ hại chết cả làng. Một cơn quất nghẹn dâng lên trong lòng ngực ông thập khiến cho ông không thể nói được thành câu cô chim rùng mình một cái, hơn 10 năm nay cô chưa hề nghe thấy ai nhắc tới. Tên của mẹ mình. Người đàn bà phía trước không tỏ vẻ gì đặc biệt, thì chỉ im lặng quan sát đám người ông thập, khóe miệng thì mỉm cười đầy quỷ quyệt. Người ta vẫn bảo, giữa mẹ con lúc nào cũng có sợi dây liên kết. Khi còn trong bụng mẹ thì đó là sợi dây rốn, đến khi ra đời thì sự gắn kết trở nên vô hình mà chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận thấy. Cơn xúc động ban đầu tan biến thay vào đó là một nỗi mơ hồ dâng lên cô chim khẽ đưa tay để lau giọt nước mắt sắp rơi trên má rồi lạnh giọng hỏi bà là ai cậu đức và ông thập không ngạc nhiên vì điều đó bởi lẽ chính họ cũng thấy có một điều gì đó mờ ám ở đây chỉ riêng tam quỷ đầu óc bỗng đau như búa bổ tỏ vẻ ngạc nhiên gã đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt trong lòng ngổn ngang trống rỗng đám quỷ thi vẫn im lặng từ phía xa xa chỉ có mẹ con Thị Lam và thằng điên trong làng ngút ngoắt cái đầu chờ đợi. Bà Tư mỉm cười đắc ý. Không phải mẹ mày thì là ai? Mẹ của hai đứa mày đấy. Biết chưa? Ông Tư không nói gì, ông ta mãi ông khư khư con hình nhân áo đỏ, trên bụng và cổ ông ta chằng chịt những con rắn nhỏ xíu dài. Ngoan cuốn chặt, nhìn từ xa trông hệt như một chiếc dây thừng đầy màu sắc. Cậu Đức cười nhạt. U tôi mất từ lâu rồi, bà tư quên rồi à hay là hại người nhiều quá nên không phân biệt được đâu là người hay là ma bà tư toan nói điều gì đó nhưng người đàn bà kia khẽ phất tay ra hiệu tỏ ý ngừng nói bà tư lập tức im lặng đưa mắt nhìn người đàn bà đủng đỉnh đi tới thì ta khẽ cúi thấp xuống rồi cất giọng chúng mày kể ra cũng thông tuệ nếu không thì tao đã khiến cho chúng mày chết từ lâu chúng mày sẽ chết theo ả thị du ngu ngốc cô chim gằn giọng đừng xúc phạm thầy u tôi người đàn bà áo trắng vẫn mỉm cười đầy ma quái thái độ đủng đỉnh của ả khiến người ta phát bực ông thập nắm tay thành nắm đấm rồi gầm gừ trong họng mày không phải mợ du mày không phải người làng này chẳng lẽ mày là đứa con năm xưa của người đàn bà có chữa ấy có phải không lần này thì ả không cười nữa gương mặt ả vẫn không hề mảy may xúc động ả à đi loanh quanh trước mặt đám người cuối cùng còn sót lại của làng địa ngục, rồi lại hờ hững nhìn cảnh tượng xác người chất thành núi, khắp nơi đều có trắng bao vây, một lúc sau ả à nhẹ nhàng nói. Cảnh tượng đêm nay, giống hệt đêm năm xưa. Đêm ấy cả đoàn người đi buông vải, đi từ thăng long rồi vượt qua đông vệ, rộng rã cả tháng trời mới đến được trung nhà hồ thế rồi đều chết cả. Từng lời nói của ả à giống hệt như những cú thúc mạnh vào bụng ông thập trên bầu trời lúc này lờ lững một con đò trôi trong màn sương rét mướt ông thập thấy rõ ràng người chèo thuyền gương mặt tối đen đương từ từ tiến lại nhưng ông thay kể tất cả trong lòng ông đã quyết định từ lâu dù ngày hôm nay có chết thì nhất định cũng phải biết rõ ngọn ngành ông thở hắt ra một tiếng rồi thấp giọng mày mày là đời sau làm sao mà mày có thể biết được đêm hôm ấy như thế nào Người đàn bà lấy từ trên người ông tư một con rắn vàng ươm đang nằm ngủ, ả à khẽ bóp vào chiếc đầu con rắn rồi cắn mạnh một cái, màu máu đỏ tươi của con rắn phun vào gương mặt ông. Thập, rồi điềm nhiên nhai rau ráo. Cô chim và lão ăn mày què khẽ giật mình, song ông thập không hề nói gì. Ả à quay lại đưa cho ông thập phần thân của con rắn rồi ngọt ngào nói nhỏ. Ông trưởng làng, có muốn ăn không? Cậu Đức vội nói. Đừng ông thập nhìn thẳng vào mắt người đàn bà trước mặt ả à khúc khích cười không ăn cũng được ăn cũng được dù sao thì chúng mày cũng chết hết chỉ có điều nếu ăn thì ta đây sẽ cho chúng mày biết người thực sự hại chúng mày là ai phong tuyến tâm lý trong lòng ông thập chợt lung lay ông toan đưa tay ra để đón lấy con rắn còn đương có giật thì cô chim ngăn lại ả à đang gài bẫy ông đừng tin thế nhưng ông thập không để ý đến lời nói ấy. Ông đón lấy con rắn trong tay, toàn thân nó mềm và ướt. Ông nhìn vợ mình nằm sóng xoài dưới đất, rồi lại nhìn phía sau sát người cháy dở. Trong căn nhà của cụ khảm, những tiếng gào thét kêu cứu của mọi người như dội về trong tâm trí, ông khẽ lắc đầu rồi nói. Nhất định phải để ả đưa cho chúng ta chân tướng cuối cùng. Nếu sau này có xuống dưới địa ngục thì ta còn nói với cả làng. Nói đoạn, ông đưa con rắn lên miệng cắn một cái rồi bắt đầu nhai sống. Miếng thịt rắn vừa đặt trên đầu lưỡi, ông thập lập tức cảm nhận một làn da nhăn nheo dài dài chứ không hề giống lớp da lắm tắm vẫy của rắn. Ông nhắm mắt nhai thêm một chút nữa thì thấy không hề có máu hay mỡ rắn tiết ra. Ông hé mắt nhìn xuống con rắn trong tay mình thì. Hỡi ôi! Thứ ông vừa ăn không phải là rắn, mà là một cái cẳng tay của một người phụ nữ. Ông giật mình hét toán lên rồi ném cái cẳng tay ra phía xa, vô tình trúng vào người cái tí con nhà thầy đồ lang. Con tí thấy đồ ăn hăm hở nhào tới, theo sau nó là mấy đứa em. Ông thập khạc thật nhanh miếng thịt người xuống đất, rồi gằn giọng đáp. Mẹ kiếp! Thứ yêu nghiệt nhà mày cho tao ăn gì thế? Ả à đàn bà cười rủ, thậm chí ngay cả ông bà Tư cũng cười khoái trá rồi hả hê đáp. Sao lại ném cẳng tay của bà nội mình đi thế? ông thập lập tức lạnh toát cả sống lưng, đưa mắt nhìn về đám cái tí đương tranh giành như một lũ ma đói cái cẳng tay mà dâng lên một nỗi kinh tởm tràn ngập trong tâm trí. Ngay cả cậu Đức, Tam Quỷ, cô chim rồi lão ăn mày què đều thất kinh. Ông gào lên. Đồ khốn nạn. Đồ súc sinh. Ả à đàn bà ấy lập tức ngưng cười, trong ánh mắt của Ả à không còn sự bẩn cợt như lúc trước, mà chỉ còn sự lạnh lùng khiến người khác cảm thấy ghê rợn. Ả à rít lên the thế ép người khác ăn thịt chính gia đình của mình, giết sạch, cướp sạch, làm nhục đàn bà, chặt đầu đàn ông, cắt tai móc mắt trẻ nhỏ. Những tội lỗi ấy, thứ gì mà lũ cướp cha ông chúng mày không từng làm? Tao bắt mày ăn thịt người bà đã chết của mày, kể như cũng là hậu đãi mày hơn hẳn người khác. Mụ già ấy chết đã lâu rồi, nếu tao không giữ xác của mụ thì làm sao loại người ngu xuẩn như mày có thể chính mình ăn được chứ? Thập a à mày chưa nghe đến hai từ quả báo hay sao? Lão ăn mày quay sang nhìn ông thập, cô chim và cậu đức chết lặng không biết nói điều gì cho phải. Cơn giận bùng phát khiến. Cho thì thở mạnh, gương mặt thì trắng bệch đến nỗi người ta mường tượng ngay tới những đống lửa ma trơi thường lập lòe. Trong nghĩa địa vào những đêm u tịch. Thì bước tới gần hơn với đám người ông thập rồi khẽ nói. Bao nhiêu năm nay, người ta bảo rằng đứa trẻ con của người đàn bà chữa năm xưa sẽ về làng báo thù chúng mày sai rồi. Tất cả những gì chúng mày ước đoán, tao đều đã lường trước từ lâu. Hơn 80 năm qua tao lang thang trên cõi này chỉ để hoàn thành chấp niệm báo thù của mình. Quãng thời gian ấy bằng cả một đời người đấy biết không? Từng đó thời gian, làm sao tao lại ngu ngốc đến nỗi để cho chúng mày đoán được toàn bộ việc tao ám toán cơ chứ? Ông thập thở mạnh, cơn choáng váng không làm cho đầu óc ông mụ mị đi mà trái lại càng trở nên sáng suốt hơn bình thường ông run run chỉ tay về người đàn bà trước mặt rồi thì thào nói mày mày không phải là đứa trẻ thoát nạn mày chính là là người đàn bà trốn thoát ả à rủ lên cười điều bộ của ả à đáng sợ đến nỗi ngay cả bà tư và ông tư đều giật mình lùi lại vài bước ả à ngút ngoắt đầu rồi nói với giọng cao vút cuối cùng cũng đoán ra được à hơi muộn màng nhưng mà mày nói đúng rồi À không cười nữa mà ánh mặt lại khôi phục vẻ tàn nhẫn, tao chính là người mẹ năm xưa. Chính là tao đây. Ông thập trùng mình một cái rồi ngồi phịch xuống, bầy rắn vẫn bò xung quanh tạo thành một hình tròn quái dị. Cậu Đức nghẹn giọng hỏi. Nhưng tại sao, tại sao bà lại có thể tìm được người làng? Tại. Sao bà lại có thể chiếm đoạt lấy xác của mẹ tôi? Chẳng lẽ bà, bà giết bà ấy? Người đàn bà lắc đầu, Ả nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi trầm giọng: Không phải tao, không phải tao giết thị, chính thị đã thí mạng cho tao để đổi lấy chúng mày. Nếu không có thị và không có lão thập ngu xuẩn này thì có lẽ chúng mày còn sống yên ổn thêm một thời gian nữa. Dường như người đàn bà ấy đã phải chờ rất lâu mới có dịp để nói. mái tóc đen dài của thị lấm tấm sương đêm, thị nhìn đóng xác người, khẽ nhíu mày một chút rồi kể. Tao vốn sinh ra trong một bản làng hẻo lánh trên núi, quanh năm mây phủ giăng kín đồi. Có những ngày mùa đông mở mắt ra thì thấy người nằm bên cạnh mình đã chết cống, cả người biến thành băng. Ở bản làng hẻo lánh ấy, muốn sống được bắt buộc phải dựa vào vu thuật. Vu thuật có thể hại người khác, nhưng mục đích lớn nhất của người trong bản chỉ là tồn tại. Chúng tao dùng vu thuật để kiếm miếng ăn, để sai bảo âm binh hồn phách. Vu thuật trong bản chỉ truyền cho con gái không truyền cho con trai. Thế nhưng, mỗi khi đàn bà trong bản mang bầu, tuyệt đối không thể nào triển vu thuật. Vì như thế mọi tà thuật sẽ phản phệ lên trên người đứa trẻ. Năm 16 tuổi, tao thành thân với một người lái buôn ở ngọn núi bên cạnh rồi theo về đó ở luôn. Khi chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng thì bản làng ấy mắc dịch bệnh, người nào cũng bị mẫn ngứa rồi xuất hiện nốt đỏ, sau đó chết dần chết mòn. Gia tộc của chồng tao vốn giàu có, lại đông người, cho tộc tao bị giết chết nên họ quyết định sẽ di cư khỏi bản làng để đi tìm nơi. Khác. Mặc dù sắp cận kề ngày sinh nhưng tao cũng chẳng thể làm khác được, chỉ biết ngậm ngùi đi theo. Con đường lúc ấy thật gian nan, lúc khởi hành toàn bộ gia tộc có hơn 200 nhân mạng, vậy mà khi đặt chân đến trung nhà hồ thì chỉ còn 193 người mà thôi. Đêm đầu tiên đến trung nhà hồ, cả gia tộc tao bị giết chết. Ả à chỉ vào ngôi nhà đương cháy phía trước rồi gằn giọng bị chính tổ tiên của chúng mày giết hết rồi thiêu sống như thế kia lão ăn mày què tâm trạng nặng nề chưa từng thấy quả thực nếu nhân quả trên đời này có thật thì đám người làng địa ngục chết cũng đúng lắm người đàn bà mặc áo trắng thấy ông thập và hai anh cậu đức không thể thốt lên lời bèn lạnh giọng người biết dùng vu thuật vốn có thể ngửi thấy mùi rắn rết được luyện cổ từ xa tùy theo tài năng cao thấp của vu sư mà có thể ẩn mùi rắn rết được ít nhiều gia đình lão mục đồng cũng xem như biết chút vu thuật, thế nhưng thứ vu thuật tầm thường ấy không qua nổi mắt tao. Ngay từ khi chưa bước vào trung nhà hồ, tao đã ngửi thấy mùi rắn phản phất với mùi thuốc thảo dược. Tao lên tiếng ngăn cản chồng mình nhưng không ai nghe cả. Thế rồi. Thế rồi họ tiếp tục đi. Lúc ấy trăng sáng lắm, có một con rắn từ đâu bò tới ngút ngoắt cái đầu chặn đường. Ban đầu đám thanh niên tưởng chỉ xuất hiện một con rắn, nào ngờ chưa kịp bắt lấy nó thì bầy rắn đã kéo tới, bao vây đoàn người hơn trăm người, hệt như chúng mày bị bao vây như vậy. Tao không thể dùng vu thuật cứu gia tộc, lúc ấy đứa bé trong bụng tao cự quậy, ý niệm duy nhất của tao là chạy thật nhanh để trốn. Chồng tao biết số kiếp đã định họ phải chôn thay ở đây. Cho nên chỉ kịp đẩy tao vào lùm cỏ lau ung tùm bên cạnh trước khi bị chém đứt đôi người. Người đàn bà áo trắng giơ một ngón tay khẽ lau gương mặt, ả thầm thì lúc ấy máu của chồng tao văng đầy trên gương mặt tao thế nhưng thời gian không còn nhiều đứa trẻ trong bụng đạp dữ dội tao ráng hết sức chạy thật nhanh để tìm chỗ trốn ấy vậy mà lũ cướp truy lùng ráo riết chúng còn xua cả chó để tìm hai mẹ con tao trong cơn hoảng loạn tao vấp vào một tảng đá lớn một cơn đau dữ dội kéo đến tao biết con tao đã vong mạng lúc đó lúc đó tao đã có thể dùng vu thuật được rồi tao khẽ con người biến thành một con rắn nhỏ, rồi nép vào phiến đá để chờ đợi. Bọn cướp chúng mày tìm khắp nơi, nhưng sao mà có thể tìm được tao lúc ấy? Ả à khẽ cười nhạt rồi trầm giọng. Tao trốn trong hình hại con rắn mấy ngày, đến khi tao trở lại thành người thì vệt máu máu chảy trên đôi chân tao đã khô đen lại. Nét buồn phản phất trên gương mặt thì không còn như trước, thì quay lại nhìn đám người ông thập rồi gằn từng tiếng. Lần đầu tiên trong đời, tao muốn giết người đoạt mạng cô chim rung rung hỏi lại. Tại sao, tại sao bà có thể làm nhiều chuyện như thế? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ trong làng địa ngục có ai đó đã phản bội? Chẳng lẽ ai đó đã đưa mạng của làng tôi vào tay bà? Tôi, tôi. Tôi không tin. Người đàn bà cất tiếng cười lanh lảnh, ả à khẽ nghiêng đầu về một bên rồi nhếch mép. Mày thử đoán xem nào. Hồi 21, Hồ Xạ Hương cách hoàn thành mấy chục dặm về phía bắc, có một cái hồ rất kỳ lạ. Người ta kể cho nhau nghe rằng, vào một sáng mùa, xuân không rõ năm nào, dân trong vùng đi câu cá thấy một đống xương trắng nổi lên. Quan quân triều đình biết chuyện tưởng là có kẻ giết người phi tan xác chết, bèn đi tới điều tra. Khi chèo đò ra giữa hồ, người ta vớt lên thấy cơ mang xương trắng, lại có cả xương đỏ âu còn chưa róc hết thịt. Cô chim ngay người nhìn ông thập, rồi lại nhìn người anh ruột của mình ông lão ăn mày què và cả người đàn ông cao lớn tên tam quỷ người sinh ra và lớn lên ở trong làng giờ đây chỉ còn lại hai anh em cô và ông thập nếu không thể truy cứu những người đã chết vậy thì kẻ phản bội chẳng lẽ lại là ông trưởng làng cô chim nhìn ông thập ông nhìn lại cô với ánh mắt đầy dò xét không ai nói với nhau câu nào sau cùng ông thập nói với người đàn bà áo trắng làng này nếu có người nào đó phản bội cả làng thì e rằng cũng đã vong mạng. Ông thở dài một tiếng não nề, rồi đổi giọng cứng cỏi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết rằng sẽ đến ngày mình nhận quả báo. Dân trong làng chúng tôi biết rất rõ, thậm chí biết từ lâu. Làng này gần 200 người chết gần hết rồi. Vậy nên ai phản bội hay không, thực tình cũng chẳng quan trọng nữa. Trước thái độ của ông thập, ả đàn bà thoáng ngạc nhiên vốn dĩ ả mong dồn những người còn sống đến mức nghi ngờ rồi tự tay giết lẫn nhau. Vậy nên ả úp mở những câu chuyện về âm mưu của mình, sau đó lại khơi gợi lên sự tò mò của những người còn lại, mục đích là lợi dụng tâm tư của ông Thập, cậu Đức và cô Chim. Ấy vậy mà, thái độ buông xuôi trước sự thật khiến cho ả có chút bất ngờ. Cậu Đức gần như mất hết kiên nhẫn, cậu vung con dao nhỏ ra phía trước rồi gắn giọng. Muốn giết, muốn chém thì đến đây. Đừng nhiều lời đôi mắt của ả đàn bà long lên sòng sọc, ả vừa cười vừa nói. Thằng nhãi con không hề có tính kiên nhẫn gì cả. Năm xưa nếu không có tao thì hai đứa nhãi tranh này không thể nào xuất hiện trên cõi đời được. Ha ha ha, nếu nói ra thì chính làng chúng mày tự đẩy mình vào chỗ chết chứ không phải tao. Câu nói của ả đàn bà khiến cho người cô chim và cậu đức choáng váng cả người. Ngay cả ông thập cũng rung bần bật, nếu nói vậy chẳng có lẽ chính vợ chồng thì du chính là người bán đứng cả làng hay sao? miệng nói vậy nhưng trong lòng ông thập vẫn băn khoăn tự hỏi vì sao người đàn bà đáng sợ này có thể dày công thực hiện âm mưu tầng tầng lớp lớp đến như thế? chắc chắn phải có người đứng sau để giúp, bằng không thì dù có ba đầu sáu tay ả cũng chẳng thể nào thực hiện được. con đò chở vong vẫn nặng nề trôi lờ lửng trên bầu trời. người ta nói rằng chỉ có người nào sắp chết hoặc nhiễm âm khí quá nặng mới thấy được con đò ấy ông thập vốn không là gì với con đò này ông khẽ nhìn thấy hướng mắt của hai đứa trẻ còn sót lại của cả làng thì cũng phải đến tám chín phần là chúng có thể nhìn thấy có lẽ số mệnh của làng sắp đến lúc tuyệt diệt đúng lúc ấy một con gió rất lớn thổi ùa tới mang theo hơi lạnh khô khốc cơn mưa đã vơi từ lâu đám lửa bập bùng bị gió làm cho đống cho tàn bùng lên dữ dội thậm chí còn bùng hơn cả lúc trước Ngọn lửa mạnh đến nỗi giống hệt như hỏa ngục máy. Ngày trước đã thiêu trụi dân làng. Ả à đàn bà quay lại phía sau, vạt áo giao lĩnh của ả à nổi bật trước ngọn lửa màu đỏ rực. Gương mặt ả à tái đi vài phần, ả à lẩm bẩm. Mẹ kiếp. Sao chúng lại tới đây giờ này? Rầm rầm rầm. Soạt soạt soạt. Hàng loạt tiếng động rất lớn liên tiếp vang lên. Nghe qua thì giống như một con gì đó lớn lắm đang tiến lại gần mặt đất xung quanh rung chuyển mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tươi tràn tới thứ mùi đó tanh nồng đến nỗi ngay cả tam quỷ đầu đau như búa bổ cũng bị mùi tanh làm cho tỉnh táo bầy rắn nãy giờ vẫn vây vòng tròn quanh đám người ông thập cũng trở nên kích động hơn khi ngửi thấy máu chúng ngóc đầu về phía trước rồi lại ngó nghiêng như muốn tìm xem nguồn máu từ đâu mà lại hấp dẫn đến thế Ông thập gai cả người, bèn quay sang lão ăn mày què hỏi nhỏ, hình như, hình như sắp xảy ra sự lạ. Cụ có biết chuyện gì? Không. Thấy gương mặt của ông thập, cô chim, cậu Đức chăm chú nhìn mình, lại để ý thấy ả đàn bà đương bị phân tán. Lão ăn mày què nói nhỏ. Nếu tôi đoán không nhầm thì, thì rất có thể là quỷ canh rượu đương đến. Tam quỷ choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn theo thào đáp lại ý cụ nói là con quỷ đuôi dài mắt đỏ canh rượu sọ người phải không? Tại sao chúng lại đến? Chẳng phải chúng chỉ có nhiệm vụ canh rượu thôi sao? Lão ăn mày què ngắt lời, gương mặt nhăn nheo của lão đổ mồ hôi rồng rồng, lão nói vội. Không đúng. Quỷ canh rượu là thuộc luyện bùa linh độc nhất ở Việt Nam và cả Trung Hoa. Cậu Tam tưởng người uống rượu sọ người bỗng chốc tài phép đầy mình, điều mà khiển quỷ là do. Rượu hay sao? nói trắng ra, đó chỉ là một thứ đổi trác với lũ quỷ không hơn không kém. Rầm. Rầm, rầm. Mặt đất trung lắc dữ dội. Đám quỷ thi láo nháo khi nãy dường như cũng biết được thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Mặc dù nhốn nháo và kích động, nhưng vẫn không thể nào di. Chuyển. Riêng mẹ con nhà Thị Lam nãy giờ vẫn ăn lấy ăn để cánh tay nhăn nheo mà ông thập ném đi, thấy có động lập tức đứng im nghe ngóng quên cả ăn bà tư đương ông cái bình xanh màu ngọc lam thấy mặt đất chao đảo, bèn hoảng hốt tìm chỗ trốn. Riêng ông tư thì cứ như người mất hồn, vội tìm đường theo vợ. Ông ta vừa đi ra tới mỏm đá bên cạnh nhà, bất chợt trượt ngã vào một vũng nước, đầu ông ta đập vào phiến đá gần đó. Máu từ trong đầu ông ta rỉ ra thấm vào mặt đất ẩm. Mùi máu khiến vài con rắn đương bao vây đám ông thập chú ý, chúng không dám rời khỏi vị trí, nhưng cũng không cưỡng được thứ máu lẫn với thuốc phiện tỏa ra mùi thơm đầy mê đắm một vài con cố sức tiến lại cắn phập vào cổ và người ông tư ra sức hút lấy hút để diễn tả thật lâu kỳ thực những sự việc lúc ấy chỉ xảy đến trong tích tắc ả à đàn bà mặc áo trắng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa ả à quay lại nhìn về rặng núi đen ngòm phía sau căn nhà bề thế của cụ khảm một bóng lửa lấp loáng phía xa chưa kịp phản ứng thì ả phát hiện bà Tư ông bình xanh ngọc của mụ đi trốn, rồi một vài con rắn hút máu ông Tư. Ả điên cuồng quát. Lũ ngu xuẩn. Ai cho chúng mày rời khỏi vị trí? Gương mặt thờ ơ lãnh đạm của mụ khiến cho máu trong người mụ sôi lên, bầy rắn bắt đầu ngọ ngoại khó chịu. Ban đầu chỉ là một vài con, sau tăng lên hơn chục con, rồi cuối cùng mấy chục con đều lao vào thân hình ông Tư mà hút lấy máu. Cổ thi thể tím ngắt ấy khiến cho cả ông thập, lẫn lão ăn mày què đều rụng rời chân tay. Cô chim buông hai tay che miệng vì sợ hãi. Riêng cậu Đức lúc ấy giật mình rồi hét lớn. Trốn đi. Còn chờ cái gì nữa? Mặt đất vẫn rung lắc, câu nói của cậu Đức khiến cho ả đàn bà giật mình. Ả khẽ lầm bầm thứ tiếng kỳ lạ, mắt nhìn không ngừng về phía đám trắng. Ông thập lúng cuốn khiên vợ đi cùng, dù thế nào đi chăng nữa cũng không để mặt thị ở đây được tam quỷ cúi xuống cổng lão ăn mày què còn ông thập sốc thân hình mềm hoặc của vợ mình lên trên vai cậu đức đi phía trước để mở đường ngay lúc đó ông thập cảm thấy có điều gì là lạ vụt qua trong đầu ông nhưng giữa tình thế nguy cập ông cũng chẳng suy nghĩ được nhiều chỉ biết cắm đầu bỏ trốn đoán biết được đám người sắp bỏ chạy ả à đàn bà hét lớn bằng thứ tiếng lạ lùng nghe qua thì hệt như tiếng mừng tiếng máng lại pha một chút khẩu âm rất khó nghe của người phương bắc vừa nghe thấy tiếng hét, đám trắng lao vút trong không khí rồi đáp xuống đất tạo thành bước từng trắng trước cổng nhà cụ khảm, không cho người ta trốn thoát. Đám người lập tức lùi lại, ả à đàn bà cười như điên dại. Định bỏ trốn à? Đừng hồng thoát khỏi. Ả à rút từ trong vạt áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng bạc lấp lánh, hệt như chiếc chuông mà con hình nhân thế mạng mặc áo đỏ đã từng dẫn hồn phách của lũ trẻ nhỏ đi. Tiếng chuông vừa cất lên, từ trong chiếc hũ men xanh ngọc lam mà bà tư ôm trên tay có mấy quả cầu vòng sáng chói lập lòe bay ra những quả cầu trắng tinh rơi xuống đất lập tức hiện thành mấy đứa trẻ trẻ con trắng toát đứa nào đứa nấy đều ánh lên những ánh nhìn hiểm độc chúng cười khanh khách khoái trá rồi ngút ngoắt cái đầu đi từ phía sau đám người ông thập những đứa trẻ con trong làng trước nay vẫn hiền lành là thế ấy vậy mà giờ vong phách của chúng bị người ta khống chế tiếng cười của chúng hòa lẫn với tiếng khe khe đầy đe dọa của bầy rắn. Mặt đất vẫn rung, tiếng rầm rầm vẫn vọng lại. Khung cảnh này chẳng còn quỷ dị âm u nữa, mà đã trở nên kinh hoàng đến nhạc thở. Con dao trong tay đám người ông thập trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Cơn đau đầu làm tam quỷ choáng váng, nhất là mỗi khi ả à đàn bà kia thi triển vu thuật. Gã nghe thấy lão ăn mày què lẩm bẩm bên tai. Lạ thật. Lạ thật nếu chỉ là vu thuật thì sao ả à ta lại có thể làm được nhiều việc đến thế? Phía trước là bầy rắn, phía sau là bầy trẻ yêu ma, đám người bị rơi vào thế gọng kìm. Cô chim run run hỏi. Làm sao bây giờ? Ông thập nói chắc nịch. Phải mở đường máu thoát thân thôi. Cậu Đức liếm bờ môi khô khốc, hỗn hển đáp lại, ý ông là sao? Ông thập nói nhanh. Ta chạy trước về phía bọn rắn. Bọn ta có hai người, bọn rắn sẽ bị thu hút sự chú ý ngay mọi người nhân lúc đó chạy thật nhanh chạy ra khỏi cánh cổng làng đi thẳng đường mà xuống nhớ chưa lão ăn mày què và cô chim đồng loạt hét lớn không được ai nấy cũng đều hiểu rất rõ ý đồ của ông thập giữa muôn trùng vây ông muốn hy sinh thân mình làm mồi nhữ tình thế trước mắt chỉ có cách đó là lựa chọn duy nhất nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt Ông thập vẫn cổng vợ mình trên lưng, bụng của thị áp vào lưng ông. Cô chim run rẩy nói. Con, con, không muốn. Làng ta đã chết hết rồi. Ông cũng đi theo sao? Ông thập mỉm cười đôn hậu, nụ cười vô thức khiến ông chợt nhớ ra bản thân mình đã quên đi nụ cười từ lúc nào. Ông không còn thời gian nữa, ông đã chết từ lúc cầm con dao đâm phập xuống bả vai của mình rồi. Vào giữa khoảnh khắc ông định lao đi, một cú hít nhẹ nhẹ từ sau phía sau chạm vào lưng ông. Ông chết sững. Cái, cái gì thế? Ông ngơ ngác hỏi nhỏ. Cô chim, cậu đức nhìn ông trưởng làng như thể trúng phải ta. Lũ trắng không có ý định tấn công, bọn trẻ con vẫn lửng lơ trên mặt đất, tất cả chúng như đương dò xét đám người phía trước. Ả à đàn bà áo trắng cười mang dại, ả à trích lên the thế trong giọng nói của ả à vừa có giọng eo éo của đàn ông, vừa có giọng đàn bà xa phục của tao mới là xạ phục chân chính. Yêu phách vong nhi của tao mới thực là thứ kỳ tài lãnh ngộ. Ha ha ha, chúng mày thấy chưa? Chúng mày đáng kiếp chưa? Lũ trẻ con phụ họa theo lời ả đàn bà bằng cách trẻ lên cười sung sướng, chúng vừa xoay vòng quanh vừa ngân nga bài về ma quái. Đâm. Đâm, đâm. Tiếng động càng lúc càng lớn. Dường như cảm thấy dẻo võ dương oai như thế là đã đủ, ả à đàn bà lập tức quay lại căn nhà vẫn bốc cháy. Ả à khẽ phất tay áo một cái, mấy con thi quỷ tự dẫn sát vào căn nhà, hệt như cái cách người ta mồi thêm lửa để bếp củi khỏi tắt. Đầu tiên là đóng xác người chết dưới núi mặt mày xám xịt, rồi cả mẹ con thị lam đều lần lượt bơi vào trong biển lửa. Tiếng xương người, tiếng da thịt bụng beo cháy tí tách, mở người chảy ra gặp lửa bị đốt cháy tạo thành mùi khét đến mức tẩm lợm. Bà Tư lúc ấy run cầm cặp nắp sau một phiến đá, ả à đàn bà dường như quên mất kẻ đồng lõa của mình ả à thấy xác người chết cháy nên vui đến phát cuồng cơn vui của ả à mỗi lúc càng đến đỉnh điểm bầy rắn mỗi lúc một đầm màu và trở nên hung hăng gấp bội tiếng sấm đi đùng trên không trung giống như báo hiệu một cơn mưa lớn lại lập tức đổ xuống thi quỷ cháy hết mẹ con thị lam gào rú trong đống lửa đỏ rực từng lớp thịt tróc xuống tuột khỏi da người riêng bầu ngực của thị lam thì bị nung chảy đầu tiên mấy đứa con thì phát điên chúng nhau tới gặm nốt những con mắt của đám thi quỷ còn sót lại rồi bản thân chúng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng ông thập không hề để ý đến những cảnh tượng ấy ông sững sờ phát hiện một điều gì đó mà dường như chính ông đã quên lãng rõ ràng có một điều gì đó vừa cựa quậy ông hoảng hốt nhận ra người vợ mình vẫn còn rất ấm chứ chưa hề nguội lạnh như những thi thể thông thường lạ hơn nữa một thứ gì đó vừa khẽ chạm vào lưng ông. Có lẽ nào? Ông quên cả cớ sự trước mắt, cũng chẳng màng đến đám trắng càng lúc càng điên dại. Ông đặt vợ xuống đất, vội vàng nắm cổ tay vợ rồi chạm vào mạch. Lão ăn mày què nhìn theo hiểu ngay bèn hỏi dồn. Mợ, mợ, ấy chưa chết à? Ông thập trung lắm, chưa bao giờ ông vừa run vừa hoảng loạn như lúc này. Mạch của thị vẫn còn đập nhưng yếu lắm ông không phải là cụ khảm nên chẳng biết phán đoán tình trạng mạch thế nào cho phải thế nhưng phát hiện vợ vẫn còn sống ông run run bảo với lão ăn mày què cụ 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 xem cho con có phải vợ con lão ăn mày què giật thóc mình lục tục vỗ vai tam quỷ ngõ ý hắn thả cụ xuống dưới thực tình lúc này xem mạch quả thực là điều ngay dạy nhưng một người lý trí và kín kể như ông Thập lại có thể trở nên kích động như vậy, chắc chắn phải có chuyện hệ trọng vô cùng. Lão ăn mày què cầm tay thì Thập, một tia kinh ngạc xoẹt nhanh qua trí óc lão. Lão ngẩng lên nhìn mặt ông. Thập đầy vết xước, rồi nhìn cậu đức cô chim gương mặt thất thần. Cụ reo lên khe khẽ. Thì chưa chết. Vừa rồi chỉ là ngất đi rồi hôn mê thôi. Thì còn sống. Nhưng mà, nhưng mà. Ông thập sốt ruột hỏi. Nhưng mà làm sao? Cụ cứ nói đi. Lão ăn mày què đáp lại. Còn hơn cả sống nữa, thì có bầu rồi. Những câu cuối lão ăn mày nói thật khẽ, vừa nói vừa khẽ liếc ra ả đàn bà áo trắng như sợ thì nghe được. Lời nói của lão ăn mày què giống như cơn sóng biển táp thẳng vào gương mặt ông thập. Cơn bàn hoàng khiến ông chết đứng như trời trồng. Ông nhìn xuống vợ mình, gương mặt thì nhợt nhạt đến ma quái không hiểu là do mất sức hay do ánh sáng từ lũ yêu phách vong nhi tỏa ra nữa ông thập nghẹn lại ông không dám ông ghì lấy vợ mình mà chỉ có thể gục xuống cạnh vợ bật khóc nức nở riêng cô chim thì bụng miệng lại để ngăn tiếng khóc phát ra tam quỷ sẵn giọng nhanh lên bác thập nếu không nếu không thì không kịp nữa đâu cô chim hùa theo đúng rồi đúng rồi phải mang xác bà ấy đi thôi lời nói dối có phần đơn giản đến mức vụng về của cô chim khiến ả đàn bà cười rũ rượi ả gào lên đầy kích động đi à chúng mày định đi đâu đám người chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy ả phất tay áo lập tức một con rắn màu đỏ như máu lao tới phía cô chim tam quỷ thấy vậy hét lớn cẩn thận gã nhòi người ra để đón lấy con rắn cơn đau đầu buốt nhói khiến gã đi chệch hướng so với dự tính ban đầu thế nhưng gã cũng kịp tóm lấy đầu con rắn con rắn hung hãn khe răng nanh nhọn hoắt hướng về phía gã một thứ chất lỏng trắng đục văng vào mắt trái của tam quỷ gã kêu lên một tiếng rồi gục xuống cô chim thốt lên rồi nhào tới cô chim căm hận nhìn trừng trừng vào ả đàn bà phía sau gào lớn khốn kiếp mày không phải là con người ả à đàn bà rung lên vì kích động ả à càng lúc càng điên dại đúng rồi đúng rồi phải thế phải căm thù như thế mày càng tức thì tao càng muốn mèo vần chuột với chúng mày cứ thế đi ha 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 bày rắn thấy vậy càng lúc càng kích động lũ trẻ càng đã thôi kêu gào từ lúc nào chúng im bặt chỉ có tiếng khe khe từ miệng rắn và tiếng rầm rầm càng lúc càng gần tình thế vốn đã hỗn độn Lúc ấy từ trong bóng tối vang lên một tiếng hét chói tai. Cậu Đức và ông Thập ngẩn người ngóng theo hướng phát ra tiếng động. Cậu Đức lẩm bẩm: Hình như tiếng của bà Tư. Cậu nói chưa dứt câu thì đám người đã thấy bà Tư đổ rạp về phía trước, một cánh tay áo dính đầy máu, hai hốc mắt thì bị móc sạch khiến cho bà ta chẳng còn thấy đường. Thi thể bà Tư vừa đổ xuống để lộ ra thằng điên đứng ăn ngấu nghiến mắt bà. Từ trong lòng bàn tay của nó trên tay còn lại nó còn đương cầm một cánh tay vừa xé nát từ người đàn bà phía trước. Thì ra, trong lúc hỗn loạn, bà tư định cầm cái bình men ngọc lam trốn đi mất, nào ngờ lúc ấy đụng phải thằng điên. Thằng điên chứng kiến đám quỷ thi lần lượt nhảy vào lửa, nó chưa kịp ăn hết mắt và móc hết tim của đám quỷ ấy thì miếng ăn đã vụt mất khỏi miệng. Nó ngẩn ngơ đi loanh quanh tìm xác chết, thì chợt thấy bà tư loạn choạng trốn đi. Cơn thèm khát thịt người sống trong lòng chợt bùng phát, nó chặn bà Tư lại rồi lao tới bóp chặt cổ bà ta, hai ngón tay nhanh như cắt vẽ một đường tròn quanh mắt bà Tư. Đường tròn vừa dứt cũng là lúc một con người bị nạo ra còn nóng hổi. Bà Tư chỉ kịp hét lên một tiếng rồi toan bỏ chạy. Cặp mắt mù khiến cho bà. Chẳng thể nào trông thấy đường, bà bị thằng điên xé nát cánh tay rồi vong mạng, chết chẳng toàn thay. Thấy thằng điên móc mắt giết người nhanh như cắt, ả à đàn bà cười ré lên. Hay! Hay lắm! tao thật không nhìn lầm mày ả à, vừa cười vừa khẽ rung chiếc chuông thằng điên lập tức đờ đẫn như không biết gì hết nữa nó lững thững đi về phía đám người phía trước cậu đức thủ thế chuẩn bị chiến đấu lão ăn mày què lùi lại phía sau nắm chặt tay tam quỷ cắn một cái bật máu riêng ông thập thì vội và xốc vợ lên vai tay còn lại giơ con dao ra phía trước ngay cả cô chim cũng lập tức hướng mũi dao về phía thằng điên trong lòng quyết tâm sống mái một phen với nó ả à đàn bà mỉm cười đắc ý. Em mơ mưu tầng tầng lớp lớp của ả à cuối cùng cũng chạm tới mục đích cuối cùng. Ả à giữa lại mạng sống của những kẻ lì lợm nhất làng, cũng chính là để tận mắt những hậu duệ cuối cùng của lũ cướp tiêu diệt nhau. Nếu như thằng điên này không thể làm nên chuyện thì ả à còn một kế sách phía sau nữa. Nhất định lão thập và mấy người kia sẽ không thể nào thoát nổi. Khung cảnh này, đúng là ả à đã đợi cả trăm năm tiếng trầm trầm từ xa vọng lại vốn dĩ ả biết rất rõ, ả thừa hiểu rằng thứ gì đương tiến tới. thế nhưng ả không màng, vì biết chắc rằng đêm nay, đêm mồng bảy rạng sáng ngày mồng tám tháng giêng sẽ có nhiều người phải chết. khi người cuối cùng nằm xuống, cũng chính là lúc ả được tái sinh lần nữa. từ trên không trung, tiếng sấm chấp lại đi đùng vang lên. ti chấp làm sáng lóe một vùng trong chốc lát, gương mặt thằng điên đầy máu người đôi mắt nó đờ đẫn nhưng cười của loài thú dữ thì hiện rõ ràng. Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Đến đi. Đến kia đi. Máu thịt của lũ người kia chờ mày. Thằng điên vùng chạy tới. Cậu Đức đón hướng nó chạy bèn giờ chân đạp nó sóng xoài. Đám yêu nhi vong phách chẳng khác nào một bầy khán giả bất đắc dĩ, chúng trích lên the thế khi một. Giọt máu nóng hổi của cậu Đức văng phải. Thằng điên không hề biết đến đau đớn, hai ngón tay đen kịt của nó vung tới đòi móc mắt cậu đức cho bằng được nhanh như cắt nó nhào tới đánh sáp lá cà hai bên sức khỏe ngang nhau nhưng lúc này thằng điên dường như bộc phát cơn dại nó bất chấp mọi cách dùng tay ghi chặt cậu đức xuống đất cô chim thấy tình thế nguy ngập lén bò tới phía sau thằng điên tấm lưng thằng điền phơi ra dưới ánh lửa bập bùng cô vung một nhát dao rồi cắm phập xuống tấm lưng phía dưới có lẽ vì lực yếu nên con dao không đâm vào thẳng xương sống của nó mà chỉ dừng lại ở mạng sườn thằng điên hét lên một tiếng chói tai cậu đức lúc ấy thừa cơ dùng đầu gối thúc mạnh lên đầu nó ả à đàn bà không còn cười nữa gương mặt ả à đỏ lên vì tức giận bầy rắn theo đó màu sắc cũng trở nên đậm dần lão ăn mày què và ông thập đoán được điều sắp xảy đến rất có thể ả à đàn bà sẽ ra lệnh cho bọn rắn lập tức tấn công ông thập hét lớn nhanh kết thúc đi. Một tiếng vang lên, cậu Đức bị thằng điên bẻ gãy một tay. Khiến cơn đau ùa đến. Tam quỷ nãy giờ đầu óc quay cuồng, bất chợt gã nghe thấy một tiếng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên tai. Gã đờ đẫn, xông thẳng tới chỗ cậu Đức nhưng thay vì xuống tay với cậu, gã loạn choạn cầm một cánh tay của thằng điên, xé toan khỏi người nó. Tiếng trống rầm rầm từ con đò chở vong vang lên. Huyết chiến dồn nhau vào chỗ chết luôn hiếm khi xảy ra, những lúc ấy vong hồn trên con đò sẽ lập tức khu chiên đánh trống, mục đích là để những kẻ đương sống trở nên hăng máu mà đánh nhiều hơn. Vong hồn của các quan gia trái chủ vốn chẳng phân biệt đúng sai. Chỉ đến lúc hết mạng là sẽ gọi người ta đi, hệt như cái cách người bệnh lúc sắp mất thường thấy bóng trắng trước cửa nhà là bởi vậy. Tiếng chiên trống vang lên, cơn đau xé thịt xé gan khiến thằng điên càng phẫn nộ. Tam quỷ đau đớn một tay ông đầu lão đảo tiếng lại cậu đức gã vung một cước, khiến cậu Đức không kịp trở tay, bị hất thẳng ra phía sau, cành cây khô bên cạnh nhà cụ khảm rơi lạ tả xuống đất. Một tán cây rơi trúng chân bà thập, cơn đau khiến bà đột ngột tỉnh lại. Thế nhưng lúc ấy không có ai để ý đến bà, người ta còn đương chú ý đến cậu Đức và tam quỷ cùng thằng điên đầy máu. Hai đánh một khiến thế trận quá mất cân bằng. Ông thập chỉ vội nói với cô chim. Trong chừng vợ con ta dùm ta rồi chạy lại tiếp ứng cho cậu Đức. Về phần lão ăn mày què, gương mặt lão bắt đầu dài đi, mắt trở nên sẫm màu hơn. Lão sắp hóa thành sói lửa. Cổ họng lão khô khốc như ai đốt lửa bên trong. Lão gào lên một tiếng, toàn thân lão đột ngột to lớn là thường, đôi chân sói mọc ra trong tích tắc. Cô chim bị cảnh tượng ấy khiến cho sợ đến đứng tim, lão quay người lại, nhằm thẳng vào ả đàn bà mà hướng tới. Khắp nơi đều là chiến trường. Người đấu với người, quái đấu với yêu. Ả à đàn bà thoạt thấy lão ăn mày què trong lốt sói bèn giật mình. Ả à gằn giọng. Khốn nạn thật. Mày là gì yêu đấy à? Lão ăn mày không nhiều lời, lão nhào đến cắn phập vào bả vai Ả à đàn bà. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, Ả à đàn bà trở tay. Không kịp bèn gào lên bằng thứ tiếng kỳ lạ. Ngay lập tức bầy rắn lao vút phóng như tên bắn đến bao vây lão ăn mày què. Vết thương trên bả vai của Ả à không chảy máu mà chỉ rơi rất vài miếng thịt lạ tả giống như người ta ăn đậu phụ một bên là tam quỷ và thằng điên dồn cậu đức và ông thập một bên là lão ăn mày què và ả đàn bà đo lường lẫn nhau trên không trung tiếng trống chiên vang lên không ngớt tiếng chớp rạch ngang trời lão ăn mày què nhào và quyết tâm triệt hạ người đàn bà tàn độc lão nhào hẳn cổ họng ả mà cắn hàm răng của lão sắc lẻm cắm sâu vào một bên cổ của ả khiến ả không cất được thành lời chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, thì ra, lão ăn mày què đã sớm biết bầy rắn chỉ có thể nghe theo lời sai. Khiến của ả, chính vì vậy mà cách khống chế nhanh nhất, đó là việc chặt đứt cuốn họng của ả, chiếc chuông trong tay ả không. Ngừng rung lên, bọn yêu nhi vong phách nhào đến bám chặt lấy thân sói đầy lông lá. Cuộc chiến đi đến hồi ác liệt. Tam quỷ mắt mờ đi, hiện tại hắn không ngừng nghe tiếng thúc giục phải giết cho kỳ được hai kẻ trước mặt. Thằng điên chảy máu không ngừng đôi mắt đỏ của nó long lên sòng sọc. Giữa lúc ấy, bà thập tỉnh lại, cơn đau buốt từ bả vai khiến bà nhận thức rất rõ chuyện gì đang xảy đến. Cô chim nhìn thấy bà tỉnh lại vội hoảng hồn. Bà! Bà tỉnh lại rồi. Bà thập khó nhọc gượng dậy nhìn xung quanh, chợt thấy tình thế trước mắt, ngay lập tức bà hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chim lúng túng đỡ bà ngồi dậy, gương mặt đầy máu me và tro tàn của cô nhòe nhòe nước mắt cô chưa kịp giải thích gì với bà thì bỗng thấy một cái bóng trắng đục cao gù tới phía sau cậu đức trong tay cầm một cái chùi đỏ như máu cái bóng là vô hình nhưng cái bóng cũng là sự thật ít nhất là với cô không kịp nhìn bà thập lần hai cô chim chạy ào tới cứu anh trai mình cô cửa thật mạnh con dao vào lòng bàn tay thứ máu nóng của những kẻ trời sinh nhìn thấy được ma như cô chắc hẳn sẽ có tác dụng với ma quỷ cô không rõ nhưng nhất định phải liều chết cũng phải liêu. Lại nói về bà thập lúc nãy, phần bả vai như bị xé ra từng mảnh, nhưng bà hiểu chuyện đến nước này chỉ có thể giải quyết được từ phía kẻ gây ra vong mạng. Bà cắn chặt răng, rút thật mạnh con dao ghim sâu trong người mình ra. Bà lồng cồm bò sang bên hông nhà cụ khảm, từ nơi ấy có thể quan sát rất kỹ địa thế chỗ ả đàn bà kia. Lão ăn mày què khi ấy vẫn cắn chặt lấy cổ ả, còn bầy vong thì nhung nhúc bám theo lão hệt như một lũ dòi bò một đứa trẻ con liện người phóng thẳng vào mặt lão ăn mày, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến lão choáng váng bật ra phía sau. Ả à đàn bà thoát ra được trong tích tắc, vạt áo của ả à đẫm máu nhỏ tông tông. Ả à lùi lại thủ thế để chuẩn bị triển khai thuộc bách xa. Bà thập biết rằng cơ hội cho bà chỉ có một, nhưng lúc ả à đàn bà quay lưng về phía sau, bà dùng hết sức bình sinh nhạo tới đâm thật mạnh con dao vào tấm lưng trước mắt. Ông thập ngỡ ngàng đến mức rơi cả con dao trong tay thằng điên ngẩn người nhìn về phía trước. Máu của bà thập nhùm lẫn vạt áo của ả, ả đàn bà bị đâm vào tim tuy bất ngờ nhưng vẫn lạnh giọng. Mày tưởng thứ dao hèn kém này có thể giết được tao à? Nói rồi, ả thúc thật mạnh vào người bà thập. Khóe miệng bà thập văng ra đầy máu, cả người bà bắn về phía sau. Ông thập gào lên một tiếng thất thanh rồi chạy tới chỗ vợ mình. Tất cả hệt như một thước phim quay chậm. Khi người ta hoàng hôn lại thì đã thấy bà thập nằm bệt dưới đất, cả người đầy máu, một vết máu lớn loan ra từ phần thân dưới của bà, thoạt nhìn từ xa trông giống hệt như một tân nương mặc khỉ phục màu đỏ. Rực rỡ. Ông thập khóc không thành lời. Bà thập mỉm cười rồi khẽ đáp. Mình đừng khóc, đừng khóc. Làng ta sẽ không tuyệt tự, làng ta sẽ thắng. Một cơn ấn lạnh bủa vây lấy thị. Thị nhìn thấy phía trước một con đò trôi lên bền trong đêm mờ sương có ai đó đứng đợi thì phía trước nhìn kỹ lại không phải một người mà gần như cả làng đều ở trên đó thì rời mắt khỏi con đò rồi lại nhìn ông thập mắt thị nhòe đi mình đừng trách tôi 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 thực sự hối hận hai từ hối hận vừa thốt ra thì khẽ nghiêng đầu vào lòng ông thập rồi ra đi mãi mãi ông thập gào lên một tiếng đau đớn ngay cả thằng điên cũng bối rối không kém vì chẳng hiểu sự tình trước mắt khi nó chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu Đức đã nhanh tay tiến tới chỗ nó, rồi trong một cái chớp mắt, cậu đâm vào giữa mắt nó một nhát thật ngọt. Thằng điên không kịp nói nửa lời, chỉ trợn tròn mắt lên. Rồi ngã xuống đất. Khung cảnh hỗn loạn, sương mù vẫn bay lãng bản, đom đóm từ đâu bu đến dày đặc. Người ta bàn hoàng vì mọi diễn biến quá mức dồn dập, chỉ có ả đàn bà kia vẫn cười, ả cười như chưa bao giờ được cười đã đời đến thế. Ả sung sướng kêu lên cuối cùng cuối cùng thì con rối quan trọng nhất do tao giật dây cũng chết rồi ha 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 chúng mày từ bỏ đi làng địa ngục đã bị tao biến thành địa ngục cả rồi ha 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 chúng mày nhất định phải chuốc lấy ả à điên dại đến nỗi nếu ai đó vô tình bắt gặp sẽ tưởng ả à không còn là người cô chim nhạt nhòe nước mắt trong tay vẫn còn chỉ thẳng con dao nhọn hoắt về phía vong hồn màu trắng đục chỉ chờ để kết liễu đối phương thế nhưng đúng lúc đó một diễn biến khác ập đến bất ngờ. Mặt đất nãy giờ vẫn rung lắc dữ dội, nay lại rung ầm ầm như thể trời đất sắp sụp đổ. Cô chim, cậu đức, tam quỷ và cả thằng điên đều sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ả à đang ba rung. Mình một cái. Bốn bề phía trước mấy ngọn lửa lơ lửng đầy ma quái xuất hiện giữa không trung. Lão ăn mày què giật mình thẳng thốt. Quỷ canh rượu đến rồi. Mặt đất nước toát ra làm đôi đám người chới với ngã sóng xoài xuống đất. Từ dưới đất hiện lên hai con quỷ to hơn ba trượng, đuôi dài quét đất, trên đầu mỗi con đều có một cặp sừng dài như sừng trâu. Toàn thân chúng đen ngòm, nhưng đôi mắt lại rực lửa, trên cổ mỗi con đều có một chuỗi vòng đầu lâu trắng ẩn. Bọn quỷ tay cầm lưỡi mát đi tới. Toàn thân chúng bốc ra mùi rượu và mùi máu tanh đến mức ngọc thở. Chúng bước đi rầm rập, mỗi bước đi của chúng mặt đất đều bốc khói nghi ngút khi đến trước mặt ả đàn bà kia, một con tất giọng âm u nghe như từ âm ti vọng về. 193 vong mạng đã đủ. Đến lượt mày trả mạng rồi. Gương mặt đắc chí của ả đàn bà biến mất, ả trùng mình một cái rồi hoảng hốt. Sao, sao, sao lại thế được? Còn ba mạng người kia cơ mà. Bàn tay ả run run chỉ ra phía sau rồi lắp bắp nói. Người làng này còn đến ba người nữa chúng 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 còn chưa chết cơ mà chẳng lẽ chẳng lẽ có gì nhầm lẫn ở đây con quỷ còn lại nhìn về phía sau đôi mắt nó giống hệt như hai lọ than rực lửa con còn lại lắc đầu đã đủ vong mạng mày phải chết thôi ả à đàn bà gần như hoảng loạn ả à lắc đầu như điên sao 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 lại thế được rõ ràng rõ ràng là vẫn còn mạng người chưa chết làm sao ta phải chết như thế được? Tiếng cười của quỷ lanh lãnh vang vọng khắp núi rừng, khiến từng bầy chim bay nháo nhác. Ả à đàn bà giật thót mình một cái, rồi như hiểu ra điều gì, ả à hét lớn. Khốn nạn! Nhất định trong làng này phải có đứa đương chữa lúc chết. Chỉ có thể, chỉ có thế mới đủ vong mạng. Ả à gào lên một tiếng đầy phẫn quốc. Hai con quỷ không nói gì nhiều. Một con khẽ khoát tay, chiếc bình men xanh ngọc lam từ dưới đất bay vọt vào tay nó đám yêu nhi vong phách bị thu gọn ngay cả vong trắng đục cầm xích cũng bị triệu hồi tất cả bị hút vào chiếc bình men xanh ngọc tạo thành một thứ hỗn hợp sóng sánh như sương mù phát sáng ả à đàn bà hoảng loạn ả à vùng chạy để tìm chỗ trốn thế nhưng khi ả à vừa quay lưng bước đi một trong số hai con tay cầm mát ném xuyên qua người thị thì gục xuống đất như một con rối bị đứt dây thi hành án tử cho kẻ hành vu thuật xong, hai con quỷ biến mất vào khoảng không, khi chúng rời đi, chiếc bình xanh ngọc rơi xuống đất, bên trong vang lên một tiếng len ken. Ông thập và đám người còn lại nãy giờ chứng kiến đều không khỏi bàn hoàng. Ông khẽ đặt xác vợ mình xuống một góc, sau đó tiến lại tới cái bình, phát hiện bên trong còn lưu lại chiếc vòng vàng mà mình nhặt được lúc nhỏ. Ông đến người, vội vã đến cạnh ả đàn bà nằm sống dưới đất. Hơi thở ả rất yếu, ông thập khẽ cúi xuống, À thấy vậy nhưng vẫn. Mỉm cười lạnh nhạt rồi thì thào. Mày đến mắng chửi tao đấy à? Cứ mắng đi. Đằng nào hồn phách tao cũng sắp tan rồi. Ông thập lắc đầu, ông chỉ khẽ nói. Chuyện mà ông cha tôi gây ra cho gia đình tiền bối, thực sự là trái với đạo trời. Thay mặt tất cả, tôi, tôi. Tôi xin cúi đầu thỉnh tội, mong tiền bối yên tâm lên đường lần đầu tiên trong đêm mùa xuân lạnh đến cắt da cắt thịt ả đàn bà gương mặt thoáng sững sờ ả chỉ khẽ lắc đầu rồi nói ta bị tương kế tựu kế đến chết rồi vẫn bị kẻ khác lừa vào trong lão ăn mày què cùng cô chim cậu đức đã tới bên cảnh sát ả từ lúc nào chim mắt đỏ hoe khẽ đáp bà bà có thể cho chúng tôi biết sự tình từ trước tới nay hay không còn quá nhiều điều khúc mắt nếu bà không nói Thực sự chúng tôi không biết phải đối chứng ở đâu. Ả à đàn bà khẽ hấp hấy đôi môi như thể muốn nhâm nhi thêm chút sương lạnh. Một giọt nước mắt màu đỏ sẫm trong mắt ả à chảy ra. Ả à trầm giọng. Mọi chuyện bắt đầu vào đúng cái đêm định mệnh cả gia tộc ta bị chết hết. Ông Thập, cô Chim, cậu Đức và cả lão ăn mày què khẽ ngồi xuống bên cạnh người đàn bà đương hấp hối. Giờ này chắc cũng đã đầu giờ dần trận chiến cuối cùng đã kéo dài từ chạng vạn tối đến giữa đêm. Ngẫm ra cũng thật lạ, vừa mới quyết giết nhau bằng được, mà cuối cùng lại có thể ngồi xuống cạnh nhau như tri kỷ. Cảnh tượng ấy vừa khiến người ta thấy lạ lùng, vừa có chút gì đó thật ngậm ngùi. Cô chim nhìn ả đàn bà trong hình hài của mẹ để mình đổ ra dòng huyết lệ, bất giác không cầm lòng được cô xé một vạt áo rách bươm để thấm nước mắt cho bà ta. Người ấy nhìn bầu trời vẫn còn tối thui rồi chậm rãi nói ta sinh ra ở một bản làng quanh năm mây trắng bay ngang trời hệt như làng địa ngục ấy khi lấy chồng người trong nhà gọi ta là thập nương vào cái đêm hôm ấy ta không chỉ mất đi chồng mà vô tình trong lúc chạy loạn còn mất đi cả đứa con vu thuật là thuật phù thủy của tộc người bách việt khi xưa có từ lúc khai thiên lập địa tổ tiên của ta là một trong những tộc người nắm giữ bí mật của vu thuật đó trong đó những người sinh vào ngày âm khí cực mạnh như ta thường có khả năng mạnh hơn hẳn những vu sư khác. Người đàn bà thở nhẹ nhẹ, vết thương xuyên người của bà ta không hề đổ máu, mà chỉ bốc ra một mùi gì đó vừa thoang thoảng mùi thuốc bắc, vừa có mùi tanh tanh của thịt trắng. Bà ta lại nói tiếp. Những kẻ như ta thường không dễ đẻ con, vì nếu đẻ thì con cái thường chết yểu. Khi mang bầu không được phép dùng vu thuật, bởi lẽ sử dụng nhiều cổ trùng, dưỡng nhau đều tổn hại đến âm đức ta vì chồng con mà tránh phạm phải điều ấy. Chuyện bị cướp giết sạch ở trung nhà hồ ta không nhắc lại nữa. Khi ta phát hiện ra con ta đã chết, hai dòng máu khô quán xung quanh thân dưới khiến ta gần như phát điên. Ta gào khóc điên loạn. Thế rồi, thế rồi. Ta quyết định sẽ khiến cho toán cướp tuyệt tự tuyệt tôn. Người đàn bà mở to đôi mắt, một ánh sao lấp lánh yếu ớt trên bầu trời phản chiếu vào mắt bà ta bà ta run đến nỗi cô chim phải khẽ đặt tay lên ngực bà mong trấn an bà ta thì thào nếu nếu chỉ sử dụng vu thuật thì cùng lắm có thể hạ cổ trùng vào thức ăn của đối phương ta nằm suy nghĩ suốt một đêm không ăn không uống cuối cùng mới quyết định sử dụng bí phương tàn độc nhất đó chính là dùng bào thai trong bụng ta để để biến nó thành cổ trùng mạnh nhất lão ăn mày què rụng rời chân tay khi nghe người đàn bà ấy nói điều đó sử dụng người để làm cổ trùng, chẳng khác nào giống như cách làm của Tần Thủy Hoàng lúc trước. Mặc dù việc đó vẫn còn nhiều điều nghi vấn, nhưng xem ra, người đàn bà này lòng cũng sắc lạnh không thua kém gì gã hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa. Đoán chừng được trong lòng lão ăn mày què đương nghĩ gì, ả à đàn bà khẽ nhắm mắt, song toàn thân không ngừng run rẩy. Một lúc sau mới nói tiếp. Lúc ấy cái thai của ta đã quá lớn, để lấy ra làm cổ trùng gần như phải hy sinh tính mạng ta có thể trở về như một phong hồn, còn chuyện luyện cổ trùng bằng thai nhi thì phải mượn đến tay người dương thế. Lúc ấy, trong lòng ta chỉ có sự căm thù. Chồng chết, con mình cũng chết. Thử hỏi ta còn sống trên thế. gian này làm gì nữa? Và thế là ta mài một viên đá cùi, khi đêm xuống thì viên đá cũng thành một lưỡi dao sắc lẻm. Ta, ta. Đưa một đường dao rạch hẳn xuống bụng, rồi sau đó, sau đó, đứa nhỏ xuất hiện trước mắt cô chim rùng cả mình ngay cả cậu đức và tam quỷ ngồi phía xa cũng không khỏi sửng sốt người đàn bà thở khó nhọc tiếng nói bà ta đầy mệt mỏi ưu tư đêm hôm ấy hồn ta bay khỏi xác ta nhanh chóng đi tìm một người để nhập vào các người hẳn cũng biết để nhập xác không phải là chuyện dễ dàng gì một cơ thể nhưng chung đụng tới hai linh hồn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện để chắc chắn ta tìm cách nhập vào những kẻ yếu bóng vía hoặc trẻ con còn nhỏ tuổi lúc ấy hồn ta bay khắp nơi vô tình ta thấy một đứa bé gái tha thẩn chơi trong một bụi rậm gần nơi ẩn náu của bọn cướp ta mừng lắm nhanh chóng tới gần nó khi đến nơi ta mới phát hiện ra là nó có thể nhìn thấy ta nó khẽ nghiêng đầu nhìn ta rồi mỉm cười ta sửng sốt vì điều đó nhưng đại sự còn đương trước mắt ta mặc kệ liền nhập hồn vào xác nó thậm chí thậm chí ta còn đuổi hồn của nó ra ngoài để mặc cho ta hành sự có thân thể rồi ta lập tức chạy đi tìm xác chết lên láng máu me và đứa con chết yểu trong bụng ta lần đầu tiên ta ôm đứa con đầy máu me trong tay cảm nhận được da thịt của nó ta khóc đến mức chết lặng ta căm hận lũ cướp ta hận những kẻ đã lấy đi tất cả của ta chúng chúng thật đáng chết gương mặt cô chim nhòe đi vì nước mắt cậu Đức và ông Thập bần thần cả người, khóe mắt của họ cũng đỏ hoe. Chừng một lúc sau, người đàn bà lại kể tiếp. Hồn ta phản phất ở khắp nơi, đêm đến ta lang thang vất vưởng ở nơi xảy ra thảm kịch, ta đánh thức những vong hồn. Ngủ quên để chúng hiện hồn phá phách khắp mọi nơi. Đó là lý do người dân sống quanh đó thường nghe thấy tiếng gươm đau và vào nhau loạn soạn mỗi khi đêm về. Ta dùng xác chết con ta để làm vu thuật cổ trùng được gọi là cổ trùng nhân mạng dường như ông trời cũng muốn giúp sức khi ta luyện xong thì cũng là bè lũ băng cướp bị quan quân triều đình bắt được ta liền lập tức nhập vào đứa bé gái lần trước trong người ta lúc đó giữ một cổ trùng nhân mạng trong một cái túi nhỏ ta khéo léo nhập và thoát xác chứ không chiếm trọn vẹn thân thể nó một mặt để cho cha mẹ nó không biết mặt khác là để nó không sớm chết yểu tàn dư của băng cướp chạy loạn cha mẹ của đứa trẻ ấy liền dẫn nó theo không ai nghi ngờ một đứa trẻ con cả ngay cả khi nó liên tục nói với mẹ nó là nó nằm mộng những điều quái lạ. Để phòng trường hợp đứa bé gái chết yểu, ta nghĩ ra một cách đó là nhập vào người nó để đi đánh dấu những kẻ tử thù của ta. Đêm đến, đám tàn dư băng cướp ngủ say, ta trong thân xác con bé đó len lén nhỏ vào đầu mỗi người một vài con trùng độc nho nhỏ. Loại trùng này vốn không gây chết người, nhưng nó có thể làm tóc người ta từ đen nhánh hóa ra bạc trắng người làng địa ngục không hiểu vì sao mái tóc của tất cả trẻ nhỏ người già đều bạc trắng chỉ sau một đêm ấy là khi âm mưu của ta thực sự bắt đầu không ai nói với nhau câu nào ngay cả tam quỷ đương xoa xoa đôi mắt bị nọc trắng phun vào cũng ngỡ ngàng tới mức lặng người đi người đàn bà khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi thì thào nói tiếp khi tàn dư của băng cướp tới miền núi hoang vu này ta theo sau phải nói lúc đấy những kẻ còn sót lại cũng có đôi chút bản lĩnh chúng trấn yểm ngôi làng này bằng những con dao ngâm. Đầy máu thú dữ, lại đem trải bột hùng hoàng ở khắp nơi cho nên oan hồn của ta và mấy con rắn không tài nào vào được. Ngay cả mấy con cọp, con sói cũng bị thứ thuốc mê mã phi tán làm hại. Lúc ấy ta vất vưởng ở ngọn đồi, triền núi để tìm cách bước vào làng. Cách dễ nhất là nhập xác, nhưng lúc ấy dường như đám tàn dư của băng cướp không còn muốn rời khỏi núi nữa, họ chỉ cử một vài người xuống núi để trao đổi hàng hóa đám người xuống núi đều là đàn ông nặng vía, muốn nhập xác cũng khó. Ta lại âm thầm chờ đợi. Các ngươi có biết, hận thù càng sâu thì người ta càng trở nên kiên nhẫn. Kẻ lòng dạ càng thâm trầm, thì thái độ càng trầm tĩnh. Ấy mới thực là đáng sợ. Chờ đợi mãi cuối cùng thời cơ của ta đã đến. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến cho ai nấy cũng cảm thấy rung mình. Người đàn bà khẽ co mình lại một chút rồi nói tiếp lần ấy ta bắt gặp đứa bé gái hôm nào thơ thẩn chơi trước cổng làng. Trước cổng không bị trấn yểm, ta có thể dễ dàng hiển hiện trước nó. Vốn nghĩ con bé đã quên hoặc sẽ tỏ ra sợ hãi, nào ngờ nó nhận ra ta lại còn khẽ vẫy chào như cố nhân. Ta biết được phải chấp lấy cơ hội này. Ta lần là đến làm quen với nó, ta kể cho nó nghe những câu chuyện dưới núi, ta làm bạn với nó. Suốt. Con bé rất cô đơn, người lớn trong làng lại chỉ chăm chú vào phát nương làm rẫy nên nó càng lúc càng tin tưởng ta tin tưởng tới mức sẵn sàng nhỏ máu để dẫn ta vào trong làng máu nó rơi qua cánh cổng ta có thể vào làng ngay lúc đó ha 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 thật quá dễ dàng trong lòng ông thập trào dân một nỗi sợ hãi không nói nên lời thế nhưng ông không dám biểu lộ quá rõ người đàn bà lại âm trầm vào được làng rồi tao có thể mang theo bọn âm binh đến. Bầy đông đóm mà người làng thấy hàng đêm chính là đám âm binh ta dùng để do thám đấy. Càng ngày đám âm binh hấp thụ khí độc trong rừng sâu càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí chúng còn biết được nhà có người nào sắp chết để đến tụ tập trước cửa. Năm tháng trôi đi, đứa bé gái ấy cũng lấy chồng và sinh con đẻ cái. Có lần nó buồn rầu tâm sự với ta. Thập nương. Tại sao trong làng trẻ con đứa nào cũng chết yếu vậy? Ta vờ việc an ủi nó, nhưng nó không thể nào biết được. Trẻ con trong làng chết yểu là do ta làm, chứ không ai hết. Cậu Đức và cô Chim, cùng lão ăn mày què rung lên cầm cập. Lớp lớp âm mưu chất chồng được lật mở lần lượt thật khiến cho người ta cảm thấy rúng động. Người đàn bà khẽ nói. Việc trẻ con trong làng chết yểu, kỳ thực là cách để ta níu giữ nhân khẩu của làng không tăng quá nhanh. Trong những năm tháng làm oan hồn phiêu bạc khắp núi rừng, có một lần nọ ta đến xóm núi nhỏ có tên Thậm Thình. Xóm núi này có một thứ rất lạ, hãy cứ đêm xuống đứng từ phía đông nhìn lên là thấy một quần sáng xanh ngọc tỏa sáng. Ban đầu ta tưởng là yêu tinh, nhưng cuối cùng khi một sở thị mới biết dưới chân núi Thậm. Thình có chôn một chiếc bình men xanh ngọc. Vừa nghe đến đó, tam quỷ giật mình, hắn chỉ vào chiếc bình men dưới đất rồi hỏi. Có, có phải cái này không? Ả à, đàn bà khẽ gật đầu chính nó. Chính là nó đấy. Cái bình đó chỉ là một trong những vật yểm của các vị vua đời trước. Người làm vua có bao giờ dám thừa nhận mình sử dụng phong yêu cổ thuật để củng cố vị trí của mình? Dù cho kẻ đó là minh quân hay hôn quân vô lại. Cái bình đó nghe đồn từ thời vua hùng trong một lần đi săn đã từng mang đến để cất giấu, vì vua cho rằng nơi đó hẻo lánh sẽ chẳng có ai tìm tới. Thực ra, đức vua đã đúng, phàm là người trần mắt thịt thì làm sao biết để động tới, còn hạng yêu ma cắt ké thì sao mà dám sờ vào. Bình xanh ngọc lam đó, chính là, chính là cái bình để triệu hồi hai con quỷ canh rượu. Chúng để một phần. Hồn của mình ở đó, chỉ có những kẻ nào hận thù đến cực điểm. Không còn gì để mất mới cần đến. Lão ăn mày què không nhịn được bèn cắt ngang. Ý bà là, bà dùng chiếc bình đó để gặp quỷ canh rượu, rồi dùng nó để đối phó với dân làng người đàn bà khó nhọc gật đầu. Vào tới làng rồi, chiếm được lòng tin của đứa bé gái ngu ngốc kia. Thập nương ta mới nghĩ cách làm thế nào để khiến các. Ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Mượn tay kẻ phàm trần thì không đáng tin, chỉ còn cách mượn tay của quỷ dữ. Ta suy nghĩ rất lâu, có. Khi phải hết mấy năm trời để cân nhắc kế hoạch. Quỷ hay yêu cũng đều có quy luật của chúng. Năm xưa làng các ngươi dết hại 193 vong mạng của chúng ta, này ta lấy lại đủ. Số lượng phải đúng 193 vong mạng, không hơn cũng không kém. Hai con quỷ canh rượu còn ra điều kiện, nếu như đã giết đủ số nhân mạng. Rồi mà ta vẫn còn muốn giết tiếp. Khi ấy sẽ khiến cho nhân quả trên đời mất cân bằng, chúng lập tức sẽ đánh tan hồn phách của ta. Ta hiểu rất rõ điều này, nên từng bước trong kế hoạch của ta phải thực sự cân nhắc đến từng chi tiết để nhân khẩu không tăng quá đông buộc lòng ta phải lấy tinh phách của thật nhiều trẻ con vừa để tăng thêm âm khí vừa là để cúng lũ quỷ canh rượu đứa bé gái khi lấy chồng có con rồi trở thành bà nội nó càng tỏ ra nghi ngờ ta ta biết rất rõ điều đó nên một mặt vẫn tỏ ra ân cần với nó nhiều khi ta còn qua mặt quan sai dưới âm binh để báo cho nó những quỷ sự xảy ra trong làng mặt khác ta lại âm thầm tìm một người khác trong làng để có thể dùng đến khi cần chờ mãi cuối cùng ta cũng gặp được một kẻ. Sương đêm càng lúc càng nhiều, nhưng không ai tỏ ra quan tâm đến điều đó. Lớp sương mù vẫn văng lãng bản khắp làng, người ta như cuốn vào câu chuyện của người đàn bà ấy. Bà ta. Khẽ nấc lên vài cái rồi kể tiếp. Làng địa ngục từ lâu vẫn luôn muốn đông con nhiều cháu, suy cho cùng cũng là để ngăn chặn nguy cơ làm đứt huyết mạch của dòng giống các ngươi. Trong làng khi ấy, có một người đàn bà trạc tuổi đứa bé gái ta nhập xác năm nào. Người đàn bà ấy bước vào gia môn lão thầy thuốc gia truyền, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng tài cao. Ngẫm ra cũng thật nực cười cho lão bốc thuốc ấy, lão mát tay có thể tìm con cho khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng đến chính. Mình cũng suýt rơi vào cảnh hiếm muộn. Mặc dù vậy nhưng lão thầy thuốc vẫn mong mình có một mụn con nối giỏi, nếu không thì cả cuộc đời coi như bỏ phí thì biết trong làng không có chốn chùa chiền để cúng bái, nhân lúc chồng rượu say ngủ ly bì, thì ta bèn chuốt thêm mã phi tán cho ông chồng mình để tiện đường xuống núi. Con đường xuống núi có tới sáu con đường, một trong số đó dẫn tới một cái hang đá có giếng trời từ lâu lắm. Hồng ta đương bay lờn vờn trên không trung, thấy thì ta rón rén bước ra khỏi cánh cổng làng bèn bám theo. Trời lúc ấy bỗng chốc nổi cơn mưa lớn, thì lại là người yếu bóng vía lên cuốn cuốn tìm chỗ trốn. Thế gian vẫn có câu ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ta đưa thị vào trong hang đá ấy. Vào nơi ấy, ta vốn định nhập thành xác thị tự cứ đứt mạch máu trên cổ mình sau khi dùng tay đào một cái hố nhỏ để chôn xác. Có một điều ít ai biết được, hồn ma có thể chạm vào thân thể người sống, nhưng không thể nào chạm vào vàng bạc, đá quý. Bởi thế cho nên người đại Việt và Trung Hoa thường sử dụng hồn ma để canh mộ hoặc trông coi của cải. Thế nhưng đến ta cũng không thể ngờ rằng khi ấy ta đương nhập thành thị đang tự giết chính mình thì vô tình có một gã đàn ông đi đến trú mưa vừa thấy ta lúi húi tự chôn sống mình gã hoảng hốt chạy đến mong cứu ta khi đến gần ta mới biết rằng gã chính là một kẻ trong làng gã là một kẻ ngờ nghệch chỉ hơn ông thập một hai tuổi nhưng đã bị cha mẹ hỏi vợ ép sinh con ta vờ việc khóc lóc xin cứu mạng nhân lúc hắn không chú ý ta khẽ gọi một con rắn trong cái túi nhỏ chứa cổ trùng nhân mạng ra cắn chết hắn sự xuất hiện của hắn khiến ta thay đổi kế hoạch của mình tại sao ta phải đoạt xác của một ả yếu đuối để làm gì cơ chứ thế là ta đổi ý ta thấy cái xác của gã đàn ông trong làng vào chỗ của ả đàn bà kia để không bị bại lộ chân tướng ta lấp đất hết phần thân dưới của lão đất được vung đến giữa ngực gã thì ta dừng lại đối phó với ả đàn bà thực sự rất dễ hồn phách của thị bị ta cho lũ vong hồn xung quanh ta ăn sạch, ả còn hơn cả chết. Ta cố tình bỏ quên cái vòng vàng ở lại để đánh lừa những kẻ đến sau rằng bộ xương khô trong hang vốn là một người đàn bà. trong thân xác của người đàn bà vợ lão thầy thuốc, ta đường đường chính chính bước vào làng bằng hình hài của một con người thực sự. mãi khi về đến làng, ta mới biết được chính hai thằng nhóc trong làng đã vô tình phát hiện ra cái vòng ở hang đá, lại biết thêm câu chuyện một thằng nhóc bị ma dọa đến mức phát ốm ta đoán ra được ngay vong hồn của kẻ chết trong hang tìm về. người đàn bà càng kể, ông thập càng cảm thấy ấn lạnh. có những chuyện cô chim, cậu đức không hề biết tới, nhưng ông thập lại rõ trong lòng bàn tay. nói đâu xa, chính ông là người trong cuộc. ả à đàn bà không khóc nữa, nhưng giọng ả thì khào khào thấy rõ. khi trở về làng, ta mới biết ả à đàn bà mà ta đoạt xác ăn hồn vốn dĩ đã có thai. ta thừa nhận cái cảm giác mang bầu một lần nữa khiến nghiệt ác trong lòng ta phần nào dịu lại. Thế nhưng, không biết ông trời phạt ta, hay phạt dân làng các người mà đứa trẻ sinh ra tuy trạc tuổi với cháu trai của đứa bé gái, lại không? Hề được lanh lợi như bình thường. Kẻ đó, chắc các ngươi cũng đoán ra rồi chứ. Đó là thằng tư con trai của lão khảm. Người đàn bà lạnh lùng thừa nhận, ông thập cảm thấy trên người mình như có một dòng điện chạy ngang khiến ông cảm thấy lạnh cả gáy. Có vẻ như biết được thời hạn của mình chẳng còn bao lâu, người đàn bà khẽ nói. Ta vẫn giữ lời hứa với đứa bé gái năm nào, chỉ trừ nó và chồng nó, sau này là con trai và cháu của nó tức là thập có thể ra được làng, thì những ai muốn vượt dốc xuống đều bị mất mạng, nhẹ nhất cũng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đám vong hồn âm binh trên những con đom đóm khoái nhất là món hồn phách người còn sống ta cho chúng ăn cũng là lẽ bình thường. Người đàn bà dững dưng nói, thế nhưng trong mắt bà ta vẫn phản phất một tia buồn vương sâu sắc. Cậu Đức đột ngột lên tiếng. Xem ra cũng khá nhiều khúc mắc được hóa giải, vậy bà nói cho chúng tôi biết về lũ quỷ canh rượu ra sao? Bà luyện được như thế nào? Bà nhập vào thân xác vợ cụ khảm, nhưng sau cùng chính bà ấy cũng vong mạng sớm. Tại sao lại như vậy? Liệu có gì liên quan không? Người đàn bà khẽ mỉm cười gật đầu ra vẻ hài lòng. Hỏi hay lắm. Các ngươi cũng biết để thỏa thuận với quỷ dưỡng một mặt phải chấp nhận điều kiện của chúng. Mặt khác phải giấu chiếc bình men làm ngọc thật kỹ lưỡng. Việc giấu bình là chuyện nhỏ, việc cân nhắc điều kiện của chúng mới là chuyện lớn. Biết không thể nào lừa gạt quỷ, ta chỉ còn cách chấp nhận với chúng rằng tuyệt đối không thể để số vong mạng vượt quá 193 người. Việc thỏa thuận với bọn quỷ coi như đã xong, việc vào làng với hình hài một con người cũng đã thành sự thực bước tiếp theo khiến ta trăn trở đó là ta phải làm sao để luyện được rượu sọ người từ năm này qua năm khác đàn bà đàn ông đến tìm lão thầy lang để bốc thuốc ta luôn cố gắng không để cho kẻ nào có thể sinh nở được quá nhiều nhất là khi rượu của ta còn chưa luyện thành năm ấy khi vừa vào làng ta đã biết trong làng có con suối đầy cá chép đã hóa thành tinh lũ cá ấy sống lánh đời hệt như cái cách dân làng địa ngục ẩn giật vậy. Lúc đó, thằng nhóc ngơ ngốc con của lão bốc thuốc và ả đàn bà bị ăn hồn phách vừa tròn 6 tuổi. Ta đến tìm gặp lão võ tòng để xúi dục lão ăn cá thần để đào kho báu. Có tiền rồi, lão tha hồ mà rời khỏi làng. Làng này từ trước đến giờ vẫn luôn có người nung nấu ý định rời làng, thấy ta chỉ điểm lão võ tòng ngu si ăn thịt cá ngay, lại còn cho. Bọn trẻ con ăn cùng với mình, sau cùng quả báo vì nghiệp thực tình đến ngay trong tức khắc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé gái năm xưa không còn tin tưởng ta nữa. Nó cũng không gọi ta là như mỗi lần nó gặp ta vất vưởng trong những đêm trăng sáng. Ta đoán chừng nó vẫn muốn nhắc giao kèo giữa ta và nó, để bảo vệ cháu nội của mình, nó đặt tên cháu nó là Thập, trùng với cái tên Thập Nương của vong hồn U Quốc là ta ngày nào. Mấy năm sau, lũ trẻ con năm xưa trong làng cũng lớn, thằng con trai của ta với lão khảm cũng đã đến tuổi lấy vợ lão khảm ưng bụng một người con gái trong làng bèn dạm hỏi nó cho con lão đứa con gái ấy thực đúng là một kẻ tinh ranh nó nhận thấy bà mẹ chồng như ta nhiều khi hành xử thật kỳ lạ ta thỉnh thoảng vẫn lén đi bỏ độc dược vào trong bình cổ trùng nhân mạng bởi thứ cổ trùng này giống hệt như mấy bình rượu thuốc càng để lâu thì càng độc ta không ngờ đứa con dâu ấy lại rình mò ta để rồi ra điều kiện với ta phải dùng âm binh để vơ vét của cải cho nó tam quỷ lạnh sống lưng khi nghĩ đến gương mặt hòa nhã hiền từ của bà tư có ai ngờ bà ta lại là một kẻ tán tận lương tâm đến thế ông thập lắc đầu buồn bã ông đáp vậy những nốt hạch lỗ chỗ trên người của con bé hạch cũng chính là do bà gây ra phải không người đàn bà khẽ lắc đầu không thực sự không phải ta có một lần nhân lúc ta không để ý chính ả à con dâu đó đã lén lấy thuốc ta luyện để nuôi sống cổ trùng nhân mạng mà uống cái thai trong bụng nó có khi có khi bị hủy hoại từ ngày ấy cô chim bật khóc thành tiếng thì ra bấy lâu nay người bạn thân nhất của mình oán trách số kiếp nghiệt ngã lại không hề biết chính mẹ mình là người gây nên tất cả người đàn bà khẽ co giật vài cái rồi nói tiếp sau khi con bé hạch qua đời lão khảm tuy trong lòng buồn bực vì đứa cháu dị tật nhưng lão cũng vui mừng khi bản thân mình không rơi vào cảnh tuyệt tự lão bảo với ta muốn mượn người để vẽ một bức tranh lại dặn ta phải mang vòng vàng thật đẹp để trưng diện lên người cái vòng vàng ấy thực ra ta đã để quên trong cái hang từ lâu ta đoán chắc được cái vòng ấy đã có kẻ lấy được người dám lần mò vào trong hang chỉ có thể là người làng lúc ấy ta sử dụng vu thuật sai lũ rắn rết đi tìm cái vòng phần còn lại ta trở xuống núi để tìm kiếm một nơi làm thành một chiếc vòng giả như thế thực sự lúc ấy ta không ngờ rằng hai cái vòng một thật một giả lại trở nên đắc dụng như vậy ông thập giật mình gặng hỏi bà nói thế có nghĩa là sao người đàn bà khẽ mỉm cười con người suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ tham lam không hơn không kém con tư con dâu ta thấy ta có chiếc vòng vàng liền nổi lòng tham còn lũ rắn rết ta sai đi khắp nơi sau này cũng báo lại cho ta biết cái vòng năm xưa nằm trong nhà ông trưởng làng vụ việc nhà bà mẹ đỡ đẻ trong làng xuất hiện rắn rồi được lão võ tòng đập chết cũng chính là rắn ta sai đi đấy ta nói với con dâu ta rằng của cải nhà này cất giấu không ít nhất là khi chạy trốn năm xưa nó tin lời ta nói ngay từ đó nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì ta sai bảo thậm chí khi ta rút đi của nó vài phần tinh phách khiến nó trở nên độc ác tàn nhẫn đến lạnh lùng thì nó cũng không màng cậu đức nghe đến thế bèn nghiến răng kèn kẹt người đàn bà khẽ đáp việc tiếp cận thì thập lại khó khăn hơn ta tưởng vốn dĩ ta đã định dùng vàng bạc để mua chuột thị như cái cách ta mua chuột con tư kia thế nhưng thì một lòng chỉ tha thiết mong có con cái thấy ta vồn vã hỏi han thì sinh lòng nghi ngờ sợ rằng âm mưu của ta sớm bị bại lộ, ta bèn rời khỏi xác ả đàn bà kia vào một đêm mùa hè, khi đường tắm phía sau nhà. Đến khi phát hiện thì xác chết đã ngồi lạnh từ lâu, lão khảm làm đám ma cho ta to đến đáo để. Người đàn bà cười khanh khạch. Từ trên không trung vọng xuống một tiếng sấm đi đùng, bà ta dường như đã rất yếu, chỉ còn chút hơi tạng nhưng vẫn gắn. Gượng. Rời khỏi xác của bà vợ lão khảm, hồn ta vẫn quanh quẩn trong làng để tìm kiếm tay chân cho mình ta vô tình lấy một phần hồn phách của thằng điên trong làng từ đó nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn biến thành tay sai của ta nhiều khi ta biến hóa thành hình bóng của người con gái đẹp làng thàng đi xuống dưới núi chính là để tìm cho ta một người có thể luyện được rượu sọ người thỉnh thoảng ông thập đây vẫn thấy cái bóng đen đi lẻo đẻo phía sau mình ấy chính là ta đi theo đấy cuối cùng ta tìm được kẻ tham lam quỷ quyệt không kém gì con tư trong làng đó chính là tứ cháu lòng. Việc tiếp cận hắn cũng thật dễ dàng, sau khi vợ hắn chết, hắn vẫn luôn tìm kiếm đống vàng bạc mà vợ hắn giấu kín từ lâu. Ta chỉ việc biến hóa thành oan hồn của. Vợ hắn, nói vài câu mà hắn muốn nghe, rồi lại chỉ dẫn việc luyện rượu là đã thành công một nửa rồi. Để đốc thúc hắn từng bước, từng bước luyện rượu ta vẫn hay nhập vào người vợ tam quỷ để tặng tiệu với hắn. Kẻ làm thuộc yểm, kỳ nhất là những chuyện bẩn thiểu dung tục tứ cháo lòng không hề biết điều ấy trong thời gian giết người lấy sọ hoặc cuộc mộ xác chết để tìm sọ người ta lại nhập vào tam quỷ để giúp tứ cháo lòng hành sự thế nhưng tam quỷ cũng coi như ví cứng mệnh bền hắn không nhớ nổi mình làm gì nhưng lại ý thức được rất rõ việc mình thường xuyên ngất xỉu hay mộng du quái lạ chính tứ cháo lòng là người ngâm rượu sọ người để giúp sức cho hắn còn có cả tam quỷ việc thì tam tăng tiểu với gã chỉ là phương thức ta khiến hắn chết thảm mà thôi, dù ta không ra tay thì lũ quỷ canh rượu cũng không để yên. Một kẻ bẩn thiểu như hắn chạm vào thứ rượu quỷ quái kia, đời nào chúng chấp nhận. Nói cho chúng mày biết, hai vong hồn còn quanh quẩn ở căn nhà trọ của tam quỷ dưới núi, chính là vong hồn vợ hắn và tứ cháu lòng đấy. Chúng đến chết cũng chẳng biết vì sao lại vong mạng. Ha 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 tam quỷ hùng hổ xông đến như muốn bóp nát người đàn bà kia thành từng mảnh. Gã hét ầm lên. Tao phải giết mày. Thấy sự tình chuyển biến đến bất thường, cậu Đức và lão ăn mày què chạy tới ông lấy tam quỷ rồi vật gã ra đất. Ông thập sẵn giọng. Bác Tam. Chuyện chưa tường tận, bác đừng gây rối. Tam quỷ mắt vằn lên những tia máu, hắn gầm gừ nhìn người đàn bà ra chiều cắm tức lắm. Bà ta khẽ họ vài cái rồi nói tiếp. Để sắp xếp cho mọi việc diễn biến thật tự nhiên, ta sai ba con rắn ba màu đến ẩn nấp ở nhà ông Thập. Mỗi đêm ta đều cho vợ chồng hắn mơ mộng những điều quái lạ. Riêng lão Thập thì bị ám ảnh nhiều hơn thì Thập, hắn kiên quyết tìm người giải. Mộng cho mình. Về phần thì Thập, từ ngày vợ lão khảm là ta chết đi, thì tỏ ra thân thiết với con tư hơn nhiều. Ấy vậy mà thì không biết rằng con tư chính là ta giật dây, thậm chí nó còn bằng lòng cho ra nhập vào xác nó. Thuật khoáng hồn thoát xác này trong vu thuật đề cập rất rõ, hiệu quả của thuật chỉ cao nhất khi người ta tình nguyện dân xác cho những kẻ như ta. Ta ngày ngày cho thêm vài vị thuốc vào trong thuốc của thị thập, thì vẫn uống mà. Không hề hay biết. Cái ngày con bé hạch chết, thực chất là ta sai con tư và thằng điên dìm con bé đến chết. Nó càng lớn càng tinh ranh như mẹ nó nó lại theo dõi ta như mẹ nó năm nào rượu sọ người đã gần thành công làm sao ta có thể bị nó phá hỏng chính ta chính ta đã rạch vào người nó để máu chảy ra sông dẫn dụ lũ cá chép đen rỉa xác nó đến chết khênh xác nó ra sông chính là thị tư và lão võ tòng hai con rắn đỏ khé mà lão mục đồng nhìn thấy chỉ là hai kẻ dọn đường của ta thôi giọng nói ả đàn bà rất nhỏ nhẹ nhưng ả nói đến đâu người ta đều nổi gai ốc đến đó Ông thập hỏi lại Chính bà cũng là người giết ông Võ Tông Ta làm đấy Thằng điên và thị thập buộc dây vào cây gỗ lớn nướng lên Ông thập giật mình Bà nói vợ tôi Ả à đàn bà lặng lẽ gật đầu, đáp lại Để sai khiến một kẻ có chấp niệm kinh khủng như thị thực sự quá khó Ngoài con cái ra ả à chẳng thiết thứ gì trên đời Điều đó vừa khó lại vừa dễ tạo ra cho ta một cơ hội mới ta cho thị uống thuốc chính là để học trắng ngắm vào máu thị, nhiều khi thị cảm. Thấy chính cơ thể mình nóng bức kinh hồn ấy là lúc máu thị dần dần lạnh như máu rắn. Khi da thị bắt đầu đóng vẫy, thì thay ta đi làm những việc như giết lão võ tông cùng thằng điên. Rồi giết cả lão mục đồng, giết thầy đồ lam cũng là do thị làm. Đổi lại ta cho thị máu rắn, còn thằng điên thì được ăn mắt người chết, xem ra ta cũng thực tử tế phải không? Ha ha ha! Cô chim gằn giọng. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Sao bà lại có xác của bà ấy, rồi cả vong hồn những đứa trẻ con trong làng nữa? Sao một con hình nhân có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Người đàn bà im lặng một lúc rồi nói. Lúc nhỏ hai đứa nhóc các ngươi bị bệnh nặng suýt không qua khỏi. Hôm ấy mẹ ngươi đi hái thuốc vô tình gặp ta trong lốt trắng, thấy ta âm trầm nhìn mụ, mụ tưởng ta là thần bèn chấp tay. Khấn vái, ta biết ngay có thể lợi dụng được người này nên đêm đến bò đến nhà thị, chui vào giấc mơ của thị để làm một dao kèo. Rằng khi nào thì chết thì phải để thân xác cho ta, thì không ngần ngại đồng ý, còn mọi chuyện sau này thì như mày thấy đấy. Cô chim và cậu đức bàn hoàng cả người. Lão ăn mày què lúc ấy mới nặng nề lên tiếng. Thực đúng là một kế hoạch không hề sơ hở. Tôi thực lòng bái phục trí tuệ của thập nương tiền bối. Giá như năm ấy không xảy ra thảm cảnh thì có lẽ tiền bối đã có thể sống một đời bình an rồi. Á à đàn bà cười nhạt. Ta trăm đoán ngàn đoán, cũng không thể nào ngờ được lão. Thập lại mang hai người về làng. Ta vốn định giết tam quỷ để đổ tội cho ngươi, thế nhưng tam quỷ đã từng bị ta nhập hồn sai khiến, cho nên hắn còn là một tay sai đắc dụng của ta. Câu chuyện về con hình nhân thế mạng bị cục chân rồi con hình nhân dẫn hồn vong phách đi chỉ đơn giản là tung hỏa mù để dân làng nghi ngờ lão ăn mày què thôi con hình nhân bị biến mất và lão ăn mày què trốn đi ngay sau cái chết của thầy đồ lam chẳng phải đã đẩy sự nghi ngờ của dân làng vào lão ăn mày què hay sao lão ăn mày què sững sờ không nói lên lời đầu óc cơ mưu của ả đàn bà trước mắt thật quá sức tưởng tượng lão lắc đầu rồi trầm giọng nói vậy việc thì thập nửa tỉnh nửa mê lại có sức mạnh kinh hồn giết chết ông đồ sai khiến thị lam đào xác mẹ con thị lam lên để ăn trộm hồn phách của trẻ con trong làng cũng là do bà sai khiến làm sao người đàn bà nhắm mắt rồi gật đầu đúng vậy kẻ có lòng hận thù chính là kẻ có chấp niệm lớn nhất để thu phục kẻ đó làm việc cho mình ta đã phải tốn công sức biết bao những bát thuốc thì uống hàng ngày càng nhiều nọc trắng cho nên càng lúc càng đắng càng lúc lại càng tanh rượu sọ người luyện thành, cổ trùng nhân mạng của ta cũng càng lớn, nó trở thành một phong trắng đục cao lớn hành sự theo ý ta. Nhiều khi người trong làng nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng chính là nó đấy. Nó đi theo ta, rồi lại cùng con hình nhân bị ta sai khiến ăn cắp hồn phách của lũ trẻ con. Chính nó cũng nhập vào tam quỷ không ít lần, những lúc nó hằng học nhìn ông thập, rồi lúc nó tác thằng điên chính là khi ta bảo nó làm vậy. Giữa muôn trùng kế ấy, các ngươi đích thị là bị ta quay như trong chóng. Ông thập nghiến răng kèn kẹt, ông hít một hơi thật sâu để nuốt hết khí lạnh vào trong phổi. Mang một gương mặt nặng nề ông vỡ lẽ ra một điều. Vậy ra tôi không hề mơ thấy táo quân. Đúng vậy. Ấy là ba con rắn ta sai đến. Cả bóng người mặc áo đỏ triều phục, rồi bóng con hình nhân thấp thoáng bên cửa sổ. Chính phải. Cô chim đột ngột ngắt lời em mờ mưu của bà thật đáng sợ nhưng rồi chính mợ thập đã phá nát nó gương mặt nhợt nhạt của người đàn bà càng thêm trắng ẩn bà ta khẽ nhíu mày ý mày là thì thập là kẻ đang mang thai cô chim nặng nề đáp lại bà bị lòng hận thù và sự tự tin phản lại rồi cao nhân ác có cao nhân trị mợ thập hẳn đã không bị bà điều khiển hoàn toàn tôi tin rằng có lúc chính mợ là người đã đoán ra âm mưu của bà mợ cũng biết mình đã có lúc biến thành rắn, hoặc chí ít cũng. Mang máu rắn trong bụng. Đã là người phụ nữ, ai lại chẳng biết mình có mang thai hay không cơ chứ? Tôi đoán rằng mợ biết thứ mình mang thai trong bụng chẳng hề tốt lành gì, nên mợ đã cố gắng để bà giết mợ. Cái thai trong bụng nhất định là thai sinh. Ba, vậy nên mới đủ 193 vong mạng. Mợ ấy muốn ba chúng tôi còn sống để âm mưu của bà mãi mãi không đạt được và người làng địa ngục cũng đền đủ vong mạng ấy gọi là tương kế tựu kế điều này chắc bà không lạ người đàn bà hay nói đúng hơn là một thứ vong hồn chung đụng với thân xác của người đã chết tính ra cũng gần trăm tuổi vậy mà đến phút cuối âm mưu của ả ta lại bị một người trần mắt thịt phản đòn đau đớn càng tồi tệ hơn ả không hề đoán ra mưu kế ấy như thế nào để rồi một con bé con mười mấy tuổi giảng giải cho chính bản thân mình cơn choáng váng khiến cho người đàn bà trở nên đau đớn bà ta ho khùng khục như một kẻ bị bệnh lao cơn họ kéo đến khiến ả ta thổ ra những thứ huyết trắng tanh nồng hệt như mật trắng lúc bị thối rửa ả ngơ ngẩn hỏi lại vì sao thì thập lại biết cái thai trong bụng thì sẽ là nửa người nửa trắng cô chim đã đứng thẳng dậy từ lúc nào dáng người nhỏ nhắn của cô càng trở nên mỏng manh trong sương sớm một ánh nắng bình minh chiếu về phía cô soi rọi gương mặt xinh đẹp nhưng đầy máu và nước mắt. Cô định quay người bước đi về phía tam quỷ, nghe thấy người đàn bà hỏi, cô quay lại nói khẽ. Vì đó là linh cảm của một người mẹ. Người đàn bà rung lên một hồi, ả à trào lên một cơn đau quằn quại. Tam quỷ, cậu Đức và ông Thập đã rút dao ra từ lúc nào? Người đàn bà bị những tia sáng chiếu vào khiến toàn thân ả như bị ai nướng chín, từng lỗ chân lông bị xém lại bốc mùi. Khen khét ả à thì thào đau đau quá xin các cậu ả à chưa dứt lời thì ba con dao sắc lẻm đã cắm phập vào người ả à, vần dương càng lúc càng chiếu chói lọi người đàn bà chỉ kịp thổn thức vài câu thì ra chỉ là linh cảm thế rồi gục hẳn sáng hôm ấy là một ngày trời nắng rực rỡ ánh nắng chiếu xuyên qua phiến lá để tới mặt đất ẩm ướt những người còn sót lại đem tất cả những thi thể không toàn thân cho vào những chiếc hộp gỗ vàng tâm thật lớn. Riêng xác của thị thập, của bố cô chim vì còn nguyên vẹn nên được an tán dưới huyệt đạo. Ông thập mang tất cả cho cốt ấy, kể cả những lớp đất mà nửa số dân làng đã bị chết cháy đem tán xuống chiếc hồ. Năm ấy quan quân triều đình vớt lên, thấy bên trong những chiếc hộp. Gỗ vàng tâm thơm ngát đều là xương người. Người ta bèn dùng một cái tên rất quỷ dị để gọi hồ này đó là Hạ Sương. Lâu dần, khẩu âm cũng thay đổi, người ta nói lái thành hồ xạ hương. Không biết việc này đúng hay sai, chỉ biết rằng những đêm trăng sáng, người ta thường thấy một cô gái mặc áo dao lĩnh trắng toát lướt đi lướt lại trên hồ, tiếng cười của cô vang khắp mặt nước. Về phần ông thập, sau cái đêm đổ máu ấy, cô chim và cậu Đức thấy ông nằm chết trên mộ của vợ con xác của ông ông trọn vẹn nắm mồ nhỏ xíu trên triền đồi, gương mặt còn nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc mất, ông vừa tròn 39 tuổi, hôm ấy trời đổ mưa rất to. Lại nghe nói, sau này gần Kinh Thành Thăng Long có một quán trọ rất nổi tiếng. Chủ quán trọ là một ông già chột mắt thường thích kể chuyện ma. Ông ta có hai người con, một trai một gái. Riêng lão ăn mày què, lão đã biến mất trong một đêm mưa gió, chỉ kịp để lại một bức thư chúc bình an cho gia đình của mình ấy là lão nói trong thư như vậy